Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 211. Liền bằng ngươi, cũng có thể vọng đoán bản tôn sinh tử. Hỏa kỳ hóa thành hình người, mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, cầm trong tay Tu La kiếm đi lên trước. Phủ chủ, ta tới a. Diệp Khuynh Thành thở sâu, cản ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, cuối cùng gật đầu một cái. Diệp Khuynh Thành bây giờ cũng đột phá thượng phẩm nguyên tôn, có thể kiếm trong tay nhưng vẫn không có cơ hội tôi luyện. Kiếm không mài, không sắc bén. Dù cho Diệp Khuynh Thành làm sao yêu nghiệt, nếu như không chiến đấu, cũng không khả năng mạnh lên, chỉ có thể là không người có tu vi. Dạng này kiếm tu, có thể không phải chân chính kiếm tu. Hỏa kỳ chính là trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi, vừa vặn có thể trở thành Diệp Khuynh Thành đá mài kiếm. Nếu như hắn không địch lại, mình tới thời điểm xuất thủ cũng không muộn. Hỏa kỳ nhìn thấy Diệp Khuynh Thành cầm kiếm đi ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là càng ngày càng tự đại, hay là nói, ngươi càng ngày càng sợ chết, cái gì rác rưởi cũng dám cùng ta một trận chiến. Thử ngâm, đáp lại hắn chính là một đạo kiếm quang bén nhọn, đem hư không đều cắt thành hai nửa. Hỏa kỳ trên mặt khinh thường trong nháy mắt bị đọng lại thay thế. Chỉ bằng Diệp Khuynh Thành một kiếm này, bình thường hạ phẩm pháp tôn cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai ngươi cái này thuộc hạ so ngươi còn mạnh hơn. Hỏa kỳ nhe răng cười một tiếng, lách mình tránh thoát Diệp Khuynh Thành một kiếm, quanh thân hỏa diễm ngập trời, che khuất nửa ngày thiên khung. Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành đã lấn người mà tiến, kiếm tùy thân động, thân tùy tâm động. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì bản nguyên tuyệt kỹ, chỉ là thuần túy kiếm khí. Có thể khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Phốc, một đạo dòng máu vàng bay lên, Diệp Khuynh Thành một kiếm chặt đứt Hỏa Kỳ một cánh tay. Hỗn trướng, ta làm thịt ngươi. Hỏa Kỳ triệt để tức giận, đáng sợ hỏa diễm đốt cháy hư không đều bị đốt ra lỗ đen, nóng bỏng nhiệt độ, để người khó có thể chịu đựng. Chỉ thấy cái kia hỏa diễm ngưng tụ thành từng đầu to lớn mà hung mãnh hỏa diễm thú, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành trong tay thanh đồng kiếm hóa thành từng đạo quỷ dị đường vòng cung, nếu linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Từng đầu hỏa diễm thú bị kiếm khí xé rách, sau đó hóa thành biển lửa trùng kích tứ phương, nóng bỏng hỏa diễm, hoàn toàn không đến gần được hắn mảy may. Giờ khắc này, Hỏa Kỳ rốt cục biểu tình ngưng trọng. Cái này thượng phẩm nguyên tôn, có vẻ như so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn không có nở rộ bất luận cái gì sát khí, có thể mỗi một kiếm đều so sát phạt chi kiếm còn muốn đáng sợ. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thành lần nữa động, có thể so với một đạo chớp giật hình người đồng dạng hung mãnh, cả người cùng kiếm hòa làm một thể, thế như trẻ tre. Hỏa kỳ bắn ra một cái hỏa diễm cự thủ, hung hăng chụp vào Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành chân đạp huyền diệu bộ pháp, nhanh chóng tránh thoát cái kia hỏa diễm cự thủ, không ngừng tới gần Hỏa kỳ. Vô cùng vô tận kiếm khí ở hắn quanh thân nở rộ. Hắn tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng Hỏa Kỳ cũng không chậm, hắn dù sao cũng là chân chính trung phẩm nguyên tôn, một cái đại thủ hung hăng đem Diệp Khuynh Thành đánh bay ra ngoài. Diệp Khuynh Thành cầm kiếm ngăn tại trước người, bá đạo lực lượng chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ rung động, áo bào bị ngọn lửa đốt cháy khét, trên mặt cũng xuất hiện nhiều chỗ bị thương. Run rế một dạng tồn tại, thật sự cho rằng có thể lật lên sóng lớn. Hỏa kỳ lại khôi phục tự tin, hắn dò ra một cái móng vuốt, sắc bén dị thường, giống như phù quang đồng dạng xuất hiện ở Diệp Khuynh Thành trước người, móc hướng hắn trái tim. Xem cuộc chiến đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, thay Diệp Khuynh Thành lo lắng không thôi. Phủ chủ, Kim Lân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn hỗ trợ ứng phó Hỏa kỳ. Nhìn cho thật kỹ, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Bang, một tiếng kim loại va chạm vang lên, mắt thấy lăng lệ móng vuốt sắp tới gần Diệp Khuynh Thành thời khắc, trong tay hắn thanh đồng kiếm kéo cái kiếm hoa, chặn lại móng vuốt thế công. Ngay sau đó, kiếm trong tay hắn tựa như sống lại đồng dạng, nhẹ nhàng vạch một cái, thanh đồng kiếm trực tiếp chém Hỏa Kỳ móng vuốt. Kiếm quang càng là tốc độ không giảm mảy may, xuyên qua Hỏa Kỳ lồng ngực, máu tươi chảy tràn, oánh oánh lập lòe. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Hỏa kỳ biểu tình không thể tin. Hắn hiện tại, thế nhưng là hỏa diễm trạng thái, không có chân chính nhục thân, bình thường mà nói,
Diệp Khuynh Thành là không thể nào làm bị thương chính mình mới đúng. Hỏa linh tộc tu sĩ cũng là kinh hãi không thôi, chẳng ai ngờ rằng Diệp Khuynh Thành công kích sẽ như thế sắc bén tuyệt thế. Là ngươi quá yếu, Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói, trường kiếm vẩy một cái, mang theo mảng lớn huyết vũ, cây đuốc kỳ thân thể một phân thành hai. Hỏa kỳ cực kỳ tức giận, bản thân đường đường trung phẩm pháp tôn cảnh, lại bị một cái thượng phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ nói quá yếu, đây quả thực là to lớn sỉ nhục. Phần thiên trừ hải, hỏa kỳ thân thể dung hợp, hai tay chấn động, phía dưới biển dung nham đột nhiên bốc hơi lên vô số hỏa diễm, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Cả mảnh trời khung đều bị bao trùm đi vào, vô cùng vô tận hỏa diễm răng đầy mỗi một tấc không gian, vô số hỏa diễm cự long điên cuồng công kích tới Diệp Khuynh Thành. Vô số tầng hỏa diễm, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Diệp Khuynh Thành bao khỏa, căn bản không thể trốn đi đâu được. Kim Lân nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất biến thái, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm người bên cạnh cũng như thế biến thái, lại đem trung phẩm pháp tôn cảnh dồn đến toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá, hắn cũng không xem trọng Diệp Khuynh Thành, hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể san bằng khoảng cách. Tiêu Phàm thần sắc như thường, dường như có thể xem thấu hỏa diễm bên trong tất cả. Chủ nhân, ta muốn ăn hắn. Lúc này, bên cạnh vô tận chi hỏa hết sức hưng phấn quát, dường như gặp được mỹ vị đồ ăn một dạng. Không vội, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Kim Lân khóe miệng giật một cái, đây chính là bát tinh tôn giai hỏa diễm a, người như thế nào muốn ăn liền có thể ăn. Xem ở Tiêu Phàm mặt mũi, Kim Lân không có đả kích vô tận chi hỏa. Chỉ là cái này lúc, không trung đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một chuôi đốt hỏa diễm thiêu đốt kiếm quang từ hỏa diễm hải bên trong đâm ra, khí thế kinh khủng đem thiên khung đều xé thành hai nửa. Tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh trụy địa, trong nháy mắt xuyên qua đối diện hỏa kỳ. Một hơi về sau, một đạo bỗng nhiên thiêu đốt thân ảnh xuất hiện ở hỏa kỳ phía sau cách đó không xa, chính là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành áo bào phá toái, tóc dài màu đen toàn bộ đốt cháy khét. Trên người cũng xuất hiện vô số bỏng, thậm chí có địa phương có thể nhìn thấy oánh oánh bạch cốt. Thảm liệt, hắn thời khắc này tình huống, đâu chỉ thảm liệt hai chữ có thể hình dung. Nhưng sau một khắc, hỏa kỳ thân ảnh ngã xuống, tất cả hỏa diễm toàn bộ hòa làm một thể, lại biến ảo thành bản thể. Toàn bộ sinh linh tất cả đều bị kinh hãi, ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Khuynh Thành trên người, người này là cường đại cỡ nào, vậy mà kém chút một kiếm chém giết trung phẩm pháp tôn cường giả. Có thể xưng kinh thế hãi tục. Tiêu Phàm, hỏa kỳ dùng hết toàn thân gầm thét, trên người hắn khí số nhanh chóng sói mòn, hiển nhiên, Diệp Khuynh Thành một kiếm đã đả thương nặng gốc rễ của hắn. Hô, chỉ một thoáng, hỏa kỳ đột nhiên bạo khởi, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Lão đại cẩn thận, Tiểu Kim kêu sợ hãi, cực tốc hướng về Tiêu Phàm bay đi. Mặt khác sinh linh cũng hít một hơi lạnh. Giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thuộc hạ mặc dù rất mạnh, nhưng hắn bản thân chưa chắc sẽ cường đại đến đi đâu a. Nhưng Diệp Khuynh Thành lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là khẽ lắc đầu. Sau cùng dãy dụa sao? Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu, kẻ yếu, kỳ thật cũng có sinh tồn quyền lợi, đáng tiếc, ngươi không có. Chết đi, hỏa kỳ hoàn toàn không nhìn Tiêu Phàm giễu cợt ngữ. Hắn hiện tại khí số sói mòn nghiêm trọng, cũng cơ hồ rất khó sống sót, chỉ muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vô tận. 3. Lời còn chưa dứt, hư không một tiếng vang giòn, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, không thấy thân ảnh. Đám người kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm liền chết? Chỉ là, khi bọn hắn ánh mắt rơi vào hỏa kỳ trên người lúc, lại là hít một hơi lạnh. Không chung, Tiêu Phàm một cái thiêu đốt hỏa diễm bàn tay, gắt gao nắm lấy hỏa kỳ cổ. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí, hắn nghĩ hóa thành hình người, cũng không thể. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Hỏa kỳ run rẩy từ giữa cổ họng gạt ra mấy chữ. Hắn nhưng là trung phẩm pháp tôn A, dù cho bản thân bị trọng thương, có thể đồng quy vu tận đấu pháp, cho dù là thượng phẩm pháp tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà Tiêu Phàm, vậy mà tùy tiện liền bóp lại bản thân. Dạng này thực lực, lại phải làm sao cường đại, là ngươi quá yếu, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận chi hỏa xuất hiện ở bên người, mở ra miệng to như chậu máu nuốt hơ lửa kỳ.
không muốn, Hỏa Kỳ sợ hãi, cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm, tha ta có thể trở thành chó của ngươi. Ta không cần một đầu lúc nào cũng có thể sẽ cắn ngược lại chủ nhân chó. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, xuất thủ cực kỳ quyết đoán, thiên tôn cảnh lực lượng linh hồn mãnh liệt cuộn trào ra, bay thẳng Hỏa Kỳ chân linh. Lão tổ, cứu ta! Hỏa Kỳ dùng hết khí lực cuối cùng gào thét, mắt thấy sắp tới gần vô tận chi hỏa miệng, hắn thật bàng hoàng. Hô, đột nhiên, một đạo hỏa quang từ Hỏa Kỳ mi tâm xông ra, ở trên không ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm kỳ lân, lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm. Tiểu bối, thả hắn, ta chó, còn chưa tới phiên ngươi tới giết. Hỏa diễm kỳ lân không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, như thế nào tại nhìn một bầy kiến hôi. Tiêu Phàm tựa như không nghe được hắn lời nói đồng dạng, trực tiếp đem Hỏa Kỳ ném vào vô tận chi hỏa trong miệng. Vô tận chi hỏa điên cuồng thôn phệ luyện hóa, trên người tản ra khí tức kinh khủng, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, thì đến được thất tinh tôn giai hỏa diễm cấp độ. Hơn nữa, hoàn toàn không có ngừng lại xu thế, phải biết, bốn phía hỏa diễm, còn bao hàm trước đó bị Hỏa Kỳ giết chết vô số hỏa linh tộc tu sĩ, cùng biển dung nham lực lượng. Ngươi tự tìm cái chết. Hỏa diễm kỳ lân phẫn nộ. Đích thân ra mặt, cái này nhân tộc tu sĩ vậy mà không có nửa điểm dừng tay ý tứ, cái này căn bản liền lúc không để hắn vào trong mắt a. Lan, nhưng mà, đáp lại hỏa diễm kỳ lân chỉ có một chữ, Tiêu Phàm đứng chắp tay, lạnh như băng hướng về hỏa diễm kỳ lân. Hiển nhiên, cái này hỏa diễm kỳ lân chính là thần hỏa thiên lân một sợi tàn niệm, có thể mấu chốt là, Tiêu Phàm đối thần hỏa thiên lân cũng mảy may không ưa. Phải biết, thần hỏa thiên lân thế nhưng là thí thần địch nhân, hai người nhất định không chết không thôi. Tiêu Phàm tự nhiên là đứng ở thí thần một phương, cùng thần hỏa thiên lân nhất định là địch nhân. Đã như vậy, vậy vì sao phải cho hắn mặt mũi đây? Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất tốt, thần hỏa thiên lân có chút tức giận, dày đặc khí lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi tên gọi là gì, đợi bản tổ trở về, định nhường ngươi sống không bằng chết. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Bổn phủ chủ Tiêu Phàm, vô tận thần phủ chi chủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời. Dứt lời, một chỉ dò ra, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuyên qua hỏa diễm kỳ lân tàn niệm, sợi kia tàn niệm trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ có một đạo tức giận thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không, đợi bản tôn ngày trở về, nhất định huyết tẩy vô tận thần phủ. Ta chờ, Tiêu Phàm lơ đễnh, sau đó nhàn nhạt nhìn xem bốn phía hỏa linh tộc tu sĩ. Lão đại. Tiểu Kim xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, nhìn thấy như thế bá đạo cường thế Tiêu Phàm, kích động không thôi. Tiêu Phàm sờ lên Tiểu Kim đầu, nói, những năm này vất vả ngươi, cùng ta về nhà. Tốt, Tiểu Kim nhe răng cười một tiếng, lão đại, ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, Tiểu Kim bay về phía không trung, trên người trán phóng cường đại khí tức, vậy mà cũng là thượng phẩm nguyên tôn tu vi, những năm này, hắn tu vi cũng không có rơi xuống. Các vị tộc nhân, bây giờ dĩ ma xâm lấn, mọi người nếu như tiếp tục từng người tự chiến, ta hỏa linh tộc một ngày nào đó bị tiêu diệt một ngày. Các ngươi cũng hẳn phải biết, tiên linh tộc, bằng vào ta hỏa linh tộc yếu nhất, hơn nữa bị mặt khác tứ tộc xa lánh, tiên linh tộc đã không có ta hỏa linh tộc nơi sống yên ổn. Tiểu Kim thở sâu, tiếng truyền tứ phương nói. Bốn phía hỏa linh tộc chắp đầu tiếp tai, âm thầm tán đồng Tiểu Kim mà nói. Tiểu Kim thấy thế. Tiếp tục nói, nhớ năm đó, ta hỏa linh tộc chính là tiên linh tộc chủng tộc mạnh nhất, bây giờ rơi xuống diệt tộc giáp danh, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị cho tiên linh tộc làm bia đỡ đạn sao? Các ngươi nguyện ý, ta thánh hỏa long sư nhất tộc không nguyện ý, kể từ hôm nay, ta thánh hỏa long sư nhất tộc, gia nhập vô tận thần phủ, các vị nếu như nguyện ý tin tưởng ta Tiêu Kim, cái kia có thể cùng ta cùng đi, ta cam đoan, đối lửa linh tộc đối xử như nhau. Vô tận thần phủ chính là nhân tộc. Làm sao có thể đối với chúng ta đối xử như nhau? Có hỏa linh tộc cường giả đứng dậy. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức cười cười nói, vô tận thần phủ có thể không chỉ có nhân tộc, có âm linh tộc, có phượng tộc, cũng có long tộc, bọn họ ở vô tận thần phủ sống rất tốt. Đương nhiên, đây chỉ là ta bản thân chi ngôn, các ngươi cũng có thể tự mình đi gặp nhìn, đến lúc đó mới quyết định, nếu như các ngươi cảm thấy vô tận thần phủ không đáng tin, các ngươi cũng đều có thể lấy rời đi. Hỏa linh tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Các vị, ta hỏa linh tộc địa bàn chỉ còn lại có 6 cái địa vực, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, còn có thể thủ vững 6 cái này địa vực sao?
Tiểu Kim cũng hợp thời mở miệng nói. Nhìn thấy một loại hỏa linh tộc bắt đầu dao động, Tiểu Kim lại rèn sắt khi còn nóng, mấy năm này cùng dị ma chiến đấu, các ngươi đừng nói cho ta không biết, mặt khác tứ tộc một mực để cho ta hỏa linh tộc làm bia đỡ đạn sao? Hay là nói, các ngươi cam nguyện làm pháo hôi, cam nguyện diệt tộc? Tiêu phủ chủ, cái kia hỏa linh tộc cường giả tiếp tục nói, chúng ta hỏa linh tộc nếu như gia nhập vô tận thần phủ, vô tận thần phủ có thể hay không để cho chúng ta chiến đấu? Sẽ, Tiêu Phàm chém đinh chặt sắt nói. Lời này vừa nói ra, hỏa linh tộc một trận xôn xao. Nhưng mà, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, Phàm là gia nhập vô tận thần phủ tu sĩ, Tiêu Mỗ đều đối xử như nhau, bất luận kẻ nào không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, cần chính các ngươi bỏ ra. Bây giờ dị ma xâm lấn, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến, long tộc như thế, phượng tộc như thế, hỏa linh tộc tự nhiên cũng như thế, chẳng lẽ, đã từng quát tháo thiên hạ hỏa linh tộc, toàn bộ đều biến thành thứ hèn nhát, liền dũng khí chiến đấu đều không có. Chúng ta không phải thứ hèn nhát, ta dám chiến đấu, chỉ là không nguyện trở thành pháo hôi. Hỏa linh tộc tu sĩ chết rồi, hỏa diễm trùng thiên. Vậy liền chứng minh cho ta xem. Tiêu Phàm quát to nói, ta vô tận thần phủ không nuôi phế vật, vô tận thần phủ mỗi người đều là không thể thiếu chiến lực, ta chỉ có thể bảo chứng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi chịu chết. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, nếu như ngay cả dám chiến chi tâm đều không có, hắn cũng không có hứng thú thu phục hỏa linh tộc. Nếu như như Tiêu phủ chủ nói, ta liệt hỏa thiên long nhất tộc nguyện ý gia nhập vô tận thần phủ. Ta hỏa tinh linh nhất tộc cũng nguyện ý. Nguyên một đám hỏa linh tộc cường giả trầm mặc thật lâu, nhao nhao đứng dậy, bọn họ nguyện ý ở Tiêu Phàm thật sâu đánh cược một lần. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vô tận thần phủ, hoan nghênh các ngươi. Tiêu Phàm tới đây, lúc đầu chỉ là muốn mang theo Tiểu Kim trở về, lại là không nghĩ tới sẽ ngoài ý muốn thu phục hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc thực lực không phải rất mạnh, nhưng dù gì cũng có mấy cái hạ phẩm pháp tôn cảnh tu sĩ, đối với vô tận thần phủ mà nói, cũng coi là dệt hoa trên gấm. Theo vô tận thần phủ càng ngày càng mạnh, bây giờ pháp tôn cảnh cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần khai thông tinh lộ, đến thiên hoang. Đến lúc đó tất nhiên có thể nghĩ biện pháp tiến vào ma quật, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Mặc dù thái cổ thần giới bây giờ cũng có thể lịch luyện, nhưng nơi này tài nguyên, cuối cùng không thích hợp thánh tôn cảnh trở lên tu vi tu sĩ tu luyện. Tiêu Phàm lưu tại hỏa linh tộc địa vực, hoa hơn nửa tháng, mới để cho hỏa linh tộc hoàn thành di chuyển. Một tháng sau, Tiêu Phàm một chuyến trùng trùng điệp điệp trở lại vô tận thần phủ. Tiêu Phàm cho hỏa linh tộc an bài 40 cái thích hợp hỏa linh tộc tu luyện nơi vực, đối với hỏa linh tộc mà nói, đã kiếm lợi lớn. Mặc dù dị ma xâm lấn phía trước, hỏa linh tộc chiếm cứ lấy gần 100 cái địa vực, nhưng quy thuận vô tận thần phủ phía trước, bọn họ chỉ còn lại có mấy cái địa vực mà thôi. Vô tận thần phủ, mặc dù quy mô có chỗ thu nhỏ, nhưng vẫn như cũ có được 500.600 địa vực, cho hỏa linh tộc 40 cái địa vực, cũng không tính là gì. Trở lại vô tận thần phủ, Tiêu Phàm bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn, hắn không muốn có thể đột phá pháp tôn cảnh, nhất định phải củng cố một lần tu vi. Vạn cổ hung phần một chuyến, hắn thu hoạch cực lớn, đột phá đến thượng phẩm nguyên tôn cảnh, mới hoa thời gian mấy tháng mà thôi, căn cơ đã có chút không yên. Đương nhiên, hắn cũng biết, mình muốn đột phá pháp tôn cảnh, đoán chừng có bản nguyên chi lực, cũng sẽ đạt tới một cái số lượng kinh khủng. Phải biết. Hắn hiện tại ba loại bản nguyên chi lực số lượng tổng cộng, đã đạt đến thiên tôn cảnh 10 vạn nguyên khí số tiêu chuẩn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một ngày này, Tiêu Phàm bế quan vừa lúc một tháng, lại đột nhiên bị người đánh thức. Đi ra nơi bế quan, ngoài cửa đứng đầy mấy bóng người, nhìn thấy người cầm đầu, Tiêu Phàm lông mày lập tức nhíu lại. Thí thần, người tại sao trở lại? Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Thí thần nhưng là ở dẫn đầu mở ra tinh lộ đây, hiện tại vẻn vẹn qua không đến thời gian 2 năm mà thôi, không có cái gì khẩn cấp sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động trở về. Nhất là nhìn thấy thí thần cái kia cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện rất lớn. Hơn nữa, sớm tại hơn một tháng trước, Lăng Phong, Tà Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đám người đều tiến vào tinh lộ, trợ giúp thí thần bọn họ tăng thêm tốc độ. Không cần nghĩ cũng biết. Vấn đề này lớn đến Lăng Phong cùng Tà Vũ bọn họ đều không giải quyết được. Lão đại,
7 ngày phía trước, chúng ta đến một hành tinh cổ thần, gặp được âm dương tạo hóa thú. Thí thần hít sâu một cái nói. Âm dương tạo hóa thú. Tiêu Phàm mày nhíu lại thành chữ xuyên. Âm dương tạo hóa thú, chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 7 cường đại thần thú, cơ bản đều là đơn độc tồn tại. Bình thường chỉ có chết lão âm dương tạo hóa thú, mới âm dương tạo hóa thú mới có thể sinh ra. Nhưng hắn nhớ kỹ, âm dương tạo hóa thú rõ ràng là từ vạn thánh dược giới trốn được a, dù cho nó độc trong người phát tác, cũng không khả năng chí tử mới đúng. Vậy nó lại làm sao sẽ xuất hiện ở cách thái cổ thần giới gần như vậy cổ tinh thần phía trên đây? Tiêu Phàm không hiểu, quyết đoán nói, mang ta đi nhìn xem. Lão đại, ta cũng đi, Tiểu Kim cũng chạy tới. Ngươi tạm thời không cần, an bài trước tốt hỏa linh tộc, 4 tháng về sau, ngươi còn có sự tình khác, khả năng cần chậm trễ một chút thời gian. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn lại tìm đến Tử Như Huyết, nhưng hắn tọa trấn vô tận thần phủ. Cứ việc Tử Như Huyết không thế nào nguyện ý, nhưng là không dám phản bác. Liền khi Tiêu Phàm bọn họ chuẩn bị xuất hành thời khắc, đột nhiên một đạo lo lắng thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới, phía sau có lấy vô số vô tận thần phủ tu sĩ đang truy đuổi. Nhưng thân ảnh này tốc độ quá nhanh, xa xa đem những người khác lắc tại phía sau. Phu quân, nhanh, mau cứu Lâm Trần, thân ảnh kia vừa mới rơi ở trên quảng trường, lập tức lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy, liền vội vàng hành lễ. Những cái kia truy sát nàng vô tận thần phủ hộ vệ, cũng là lau một cái mồ hôi lạnh, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Thi Vũ, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm liền vội vàng tiến lên. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thi Vũ. Đám người cũng đều biết, vị này chính là phủ chủ phu nhân, nơi nào còn dám lỗ mãng. Lâm Trần hắn. Diệp Thi Vũ lo lắng giải thích. Tiêu Phàm tử tế nghe lấy, lông mày cũng chậm chậm nhíu chặt lên. Nguyên lai, sớm tại mấy tháng phía trước, Tiêu Lâm Trần cùng Lăng Khê hai người một mực đang nghĩ lấy biện pháp rời đi thái cổ thần giới, trở lại thiên hoang. Nhưng thông hướng thiên hoang tinh lộ bị phong bế, đoạn tuyệt bọn họ đường trở về, hai người đành phải ở bốn phía đi dạo, thuận tiện tìm kiếm tiến về thiên hoang đường. Hai ngày phía trước. Hai người đi ngang qua vô tận thần thành một chỗ hư không, Tiêu Lâm Trần dường như cảm ứng được cái gì, một đòn xé ra hư không, lộ ra một đạo hư vô liệt phùng. Sau đó, Tiêu Lâm Trần hai người không chút do dự vọt vào. Diệp Thi Vũ chạy đến thời điểm, hư vô liệt phùng đã sắp đóng, nàng chỉ là xa xa nhìn thấy, cái kia hư vô liệt phùng bên trong dường như có một cái thông đạo, bên trong có mấy viên lóe lên tinh thần. Nghe đến đây, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra khó coi. Cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, yên tâm, lấy hắn thực lực, sẽ không có sự tình. Lão đại, lúc này, thí thần đột nhiên lộ ra vẻ hồ nghi, hai ngày phía trước, ta vừa lúc trở về, có phải hay không? Tiêu Phàm nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, hắn tiến vào nơi đó. Trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Phàm chưa hề nói tinh lộ, dù sao, việc này quan hệ vô tận thần phủ tương lai, chỉ có Tiêu Phàm tâm phúc người biết được. 89/10, thí thần khẳng định gật đầu. Thi Vũ, theo ta đi. Tiêu Phàm để thí thần dẫn đường, mấy người đi tới vô tận thần phủ chỗ sâu nhất một chỗ sơn cốc. Sơn cốc có một tòa đại điện bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, dù cho thủ vệ người đều không biết, nơi này, chính là tinh lộ điểm xuất phát. Tiêu Phàm mang theo mấy người đạp vào truyền tống trận, một cỗ thời không chi lực bao vây lấy đám người, trong nháy mắt biến mất ở thái cổ thần giới. Tiêu Phàm cảm nhận được hai tay run run, da thịt lạnh như băng Diệp Thi Vũ, chăm chú mà đem nàng ôm vào trong ngực, Thi Vũ, yên tâm, không có chuyện gì. Ân, Diệp Thi Vũ gật gật đầu, có thể trên mặt vẻ lo lắng không giảm mảy may. Sự tình gì nàng cũng có thể làm được bình tĩnh thong dong, nhưng duy chỉ có đối Tiêu Phàm cùng nàng nhi tử Tiêu Lâm Trần sự tình, nàng vô cùng khẩn trương. Thí thần, cái này thời không khiêu dược đài là Bắc thần tinh hồn làm. Tiêu Phàm cảm thụ được thời không lực lượng, hơi hơi ngoài ý muốn hỏi. Không chỉ là Bắc thần tinh hồn, còn có Bạch Ma, Quân Nhược Hoan bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ, bất quá không thể không thừa nhận, Bắc thần tinh hồn trận pháp thiên phú rất yêu nghiệt. Thí thần tán thành gật đầu nói. Diệp Thi Vũ mặc dù lòng có chút không yên, nhưng là quan sát một lần, trầm ngâm nói, cái này thời không khiêu dược đài truyền tống quá chậm, đợi khi tìm được nhi tử, ta cũng đến giúp hỗ trợ. Tốt.
Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, người đứng bên cạnh hắn, muốn nói ai trận pháp tạo nghệ lợi hại nhất, đây tuyệt đối là Diệp Thi Vũ không thể nghi ngờ. Thời gian nhanh chóng xói mòn, đại khái hai ngày về sau, Tiêu Phàm một đám xuất hiện ở một mảnh cổ tinh thần phía trên. Một đoàn người vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt liền bị trời cao tiếng đánh nhau hấp dẫn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một bóng người từ trên cao đáp xuống, đâm vào phụ cận một ngôi sao bên trên, cái kia hình thành trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số thiên thạch bắn về phía bốn phương tám hướng. Tinh không, một đầu to lớn yêu thú quan sát phía dưới, nó có hai cái đầu, biểu tình dữ tợn hướng về phía dưới. Hắn toàn thân đen như mực, ma khí quay cuồng, giống như một đầu ma yêu. Rác rưởi, cũng dám ngăn cản bản tôn. Cự thú lạnh lùng mở miệng, quanh thân bộc phát cường đại ma khí. Tiêu Phàm cảm nhận được hắn khí tức trên thân, lại là liếc mắt liền nhận ra. Âm dương tạo hóa thú. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ngữ khí lạnh lùng. Không sai, trước mắt đầu này âm dương tạo hóa thú, đúng là hắn trước đó ở vạn thánh dược giới đụng phải đầu kia, thiếu chút nữa thì để nó nuốt sống Trương Văn Cẩm cùng Lục Bá Hậu. Tiêu Phàm, cái này âm dương tạo hóa thú rất mạnh, chính là thượng phẩm pháp tôn tu vi. Tà Vũ bất chi bất giác đi tới Tiêu Phàm bên người, hắn sắc mặt tái nhợt, máu me khắp người, hiển nhiên tham gia thảm thiết chiến đấu. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, chỉ bất quá trong lòng hắn có chút kỳ quái. Âm dương tạo hóa thú rõ ràng chúng độc a, lần trước là bởi vì tạm thời áp chế độc tính, cho nên mới có được đến gần vô hạn thượng phẩm pháp tôn. Nhưng hiện tại, nó tu vi chẳng những không lui lại, lại còn vượt qua một cái cấp độ. Mấu chốt là, nơi này cách thiên hoang khoảng cách cực kỳ xa xôi, âm dương tạo hóa thú lại làm sao có thể ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, vượt qua như thế xa khoảng cách đây. Nếu như có thể bắt sống âm dương tạo hóa thú, có lẽ có thể tăng tốc mở ra thông hướng thiên hoang tinh lộ đây. Đúng rồi Tà Vũ, có không thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi tiến vào nơi này. Tiêu Phàm đầu tiên quan tâm vẫn là con của mình. Nam nữ trẻ tuổi, Tà Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta hai ngày này một mực ở cùng âm dương tạo hóa thú chiến đấu, không có gặp a. Tiểu tử, cái kia nam nữ trẻ tuổi là gì của ngươi? Lúc này, Bạch Ma khập khễnh đi tới, hắn giống như biết rõ cái gì. Ngươi biết, Tiêu Phàm thần sắc siết chặt, đó là ta nhi tử. Ngươi nhi tử, Bạch Ma kinh ngạc, sau đó gật đầu một cái. Còn người thâm trầm nói, ta trước đó vừa lúc đang nghỉ ngơi, nhìn thấy một nam một nữ từ tinh lộ truyền tống tới, ta tưởng rằng thí thần để cho bọn họ tới. Vậy hắn người đâu? Diệp Thi Vũ gấp gáp hỏi. Lúc ấy bọn họ xuất hiện ở đây, đột nhiên hướng về xa xa tinh thần bỏ chạy, âm dương tạo hóa thú cho là bọn họ hai người đánh lén, đánh bay chúng ta, đánh tới hai người. Bạch Ma thở sâu, tựa như ngày đó một màn còn rõ mồn một trước mắt. Sau đó thì sao, Diệp Thi Vũ tim đều nhảy đến cổ rồi. Nói một hơi, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Bạch Ma có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói tiểu tử kia rất mạnh, giống như chỉ có thượng phẩm thánh tôn tu vi, có thể quả thực là khốn trụ âm dương tạo hóa thú một hơi thời gian. Sau đó lấy ra một cái thời không xuyên toa hoàn, mang theo nữ oa kia rời đi, cũng là bởi vì hắn, chúng ta mới miễn cưỡng đả thương nặng âm dương tạo hóa thú. Bằng không, chúng ta cũng kiên trì không đến hiện tại. Thời không xuyên toa hoàn, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắn tự nhiên cũng biết thời không xuyên toa hoàn, lúc trước Lý Thanh Mây chính là thông qua Dạ Chí Tôn thời không xuyên toa hoàn tiến nhập thiên ma kiếp địa, thứ này, đoán chừng chỉ có thánh tổ cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế được. Dù sao, vượt qua hai cái đại thế giới, quá khó khăn. Tiểu tử, người yên tâm đi, người cái kia nhi tử, sao người lợi hại. Chúng ta chết hắn không chết được. Bạch Ma chắc chắn nói. Tiêu Phàm không nói, trong lòng vẫn như cũ có chút bận tâm. Nếu như Tiêu Lâm Trần bọn họ về tới thiên hoang, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như địa phương khác đây, ta cũng tin tưởng bọn họ sẽ không việc gì. Diệp Thi Vũ đột nhiên thở sâu, khôi phục bình tĩnh, cô bé kia phụ thân, là thiên tôn tu vi, thời không xuyên toa hoàn hẳn là hắn cho. Thiên tôn, đám người nghe vậy. Không khỏi hít một hơi lạnh. Ngươi biết, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Ở tinh lộ quan bế thời điểm, ta đi một chuyến thiên hoang. Diệp Thi Vũ ngược lại là không có giấu giếm, đem ngày đó sự tình nói đơn giản một lần. Nhân thế gian, thất sát nhân vương.
Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn cũng biết nhân thế gian nhất hoàng thất vương, cái kia nhân hoàng hơn phân nửa là thánh tổ cảnh, có được thời không xuyên toa hoàn ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa chuyển hướng không trung, chỉ thấy một đạo đen bóng người màu đỏ ngòm lại cùng âm dương tạo hóa thú chiến đấu cùng một chỗ, hai người đều cực kỳ điên cuồng. Lão đại không phải hắn đối thủ, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Lăng Phong thiên phú chiến đấu cố nhiên không tồi, có thể âm dương tạo hóa thú thế nhưng là sống mấy trăm vạn năm lão quái vật, khả năng đủ kiên trì đến bây giờ đã cực kỳ yêu nghiệt. Thế nhưng là, cứ tiếp như thế, Lăng Phong vô cùng có khả năng chết ở âm dương tạo hóa thú trong tay. Phu quân, ta tới. Tiêu Phàm vừa định tiến lên, Diệp Thi Vũ đột nhiên để lại một câu nói, lạnh như băng hướng về thiên khung lao đi. Lão Tam, tiểu ma nữ nàng, cách đó không xa, đang chữa thương Nam Cung Tiêu Tiêu mở hai mắt ra, vừa mới bắt gặp Diệp Thi Vũ đạp vào tinh không một màn. Lão nhị, người cũng không nhất định là Thi Vũ đối thủ. Tiêu Phàm mỉm cười, khi hắn nhìn về phía không trung lúc, lại là đánh lên 12 phần tinh thần. Ta không tin, Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi, hắn phát hiện, bản thân mấy huynh đệ có vẻ như chỉ có hắn cùng Quan Tiểu Thất nhược điểm, mấu chốt là, Quan Tiểu Thất cũng không thuộc về loại kia cận chiến người. Hắn cự ly xa công kích, cũng đủ để chém giết hạ phẩm pháp tôn, đây chính là hắn Nam Cung Tiêu Tiêu không làm được. Mà lúc này, Diệp Thi Vũ đã xuất hiện ở không trung, sau một khắc, nàng lấy tay giương lên. Đột nhiên, bốn phiến thạch bi trống rỗng xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng hướng về âm dương tạo hóa thú chân áp tới. Đây là, tứ cấm phong thiên bia. Đột nhiên, bên cạnh Bắc Thần Tinh Hồn hoảng sợ nói. Mọi người ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Bắc Thần Tinh Hồn, hiển nhiên, bọn họ đều không biết cái gì gọi là tứ cấm phong thiên bia. Ngược lại là Tiêu Phàm, ánh mắt vẫn như cũ hướng về không trung, trong lòng lại là có kinh ngạc, luôn cảm giác cái kia bốn khối thạch bi, cùng trong tay mình một khối kia có chút cùng loại. Tứ cấm phong thiên bia, có thể trong thời gian ngắn phong cấm bản nguyên chi lực, linh hồn chi lực, khí số lực lượng, cùng kim thân chi lực, lần này, cái kia âm dương tạo hóa thú chết chắc. Bắc Thần Tinh Hồn giải thích nói. Tê đám người nghe vậy, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, tất cả đều bị tứ cấm phong thiên bia cường đại cho khiếp sợ đến. Phải biết, thánh tôn cảnh trở lên tu vi tu sĩ, sở dĩ có thể cường đại. Không phải liền là dựa vào bản nguyên chi lực chờ bốn loại lực lượng sao? Bây giờ bốn loại này lực lượng đều bị phong ấn, mặc cho ngươi lại làm sao cường đại, cũng không nổi lên được sóng lớn a. Quả nhiên, theo cái kia tứ cấm phong thiên bia tới gần, chấn áp chi lực càng ngày càng mạnh, âm dương tạo hóa thú thực lực nhận lấy cực lớn áp chế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lăng Phong thừa cơ tới gần, một cái hỏa diễm cự trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Đại ca! Mau ra đây, Diệp Thi Vũ kêu to, hiển nhiên, nàng thao túng cái này tứ cấm phong thiên bia, cũng là tiêu hao rất nhiều. Lăng Phong vội vàng lóe ra phiến kia không gian, có thể âm dương tạo hóa thú lại đột nhiên trở nên hết sức điên cuồng, trên người ma khí lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn muốn vượt qua thiên tôn cấp độ. Không tốt, hắn muốn đột phá, Tà Vũ thấy thế, kinh hô một tiếng. Tiêu Phàm sớm đã phóng lên tận trời, cấp tốc xuất hiện ở bên người Diệp Thi Vũ. Đồng thời há miệng hút vào, âm dương tạo hóa thú quanh thân ma khí đột nhiên hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Sau một khắc, âm dương tạo hóa thú khí thế trong nháy mắt chậm lại. Nó hai cặp con mắt đỏ bừng hướng về Tiêu Phàm, dày đặc khí lạnh nói, tiểu tử, là ngươi. Bản tôn muốn ngươi sống không bằng chết. Âm dương tạo hóa thú nhìn thấy Tiêu Phàm lần đầu tiên, liền lửa giận không chỗ phát tiết, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Diệp Thi Vũ đương nhiên sẽ không để nó đạt được, gắt gao áp chế nó. Âm dương tạo hóa thú mặc dù không cách nào xông phá tứ cấm phong thiên bia áp chế, nhưng khí thế trên người vẻn vẹn giảm bớt mấy phần, không thể không nói, nó cực kỳ cường đại. Nhưng là, muốn xông phá tứ cấm phong thiên bia trói buộc, vậy cũng so dễ dàng như vậy, dù cho Diệp Thi Vũ chỉ là thượng phẩm nguyên tôn tu vi. Ầm ầm, hư không run rẩy kịch liệt. Âm dương tạo hóa thú ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hư không nổ tung, tứ cấm phong thiên bia rung động không ngừng, tựa như tùy thời có thể phá mở một dạng. Tiêu Phàm một mực cắn nuốt âm dương tạo hóa thú ma khí, có thể nó ma khí tựa như một cái động không đáy đồng dạng, vậy mà thời gian dài như vậy đều thôn phệ không hết. Mênh mông như vậy cùng tinh khiết ma khí,
nó là làm thế nào chiếm được? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kinh dị. Hắn nhớ kỹ, lúc trước từ vạn thánh dược giới chạy trốn âm dương tạo hóa thú, nhưng không có tiêm nhiễm bất luận cái gì ma khí. Hay là nói, cùng âm dương tạo hóa thú có thể nhanh như vậy đến nơi đây có quan hệ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm muốn trấn áp âm dương tạo hóa thú tâm kiên định hơn, chỉ cần trấn áp nó, lấy được những tin tức kia, hắn tin tưởng, mở ra tinh lộ thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Thi Vũ, triệt Tiêu Phong Thiên Bia, ta đi vào xem một chút hắn. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, Tu La Kiếm xuất hiện ở trong tay, không đợi Diệp Thi Vũ mở miệng, người đã tiến nhập tứ cấm phong thiên bia bên trong. Diệp Thi Vũ do dự mấy hơi thời gian, cuối cùng gật đầu một cái, thu hồi bốn khối thạch bi. Nhưng nàng bản thân cũng không rời đi, mà là đứng ở cách đó không xa yên lặng chờ đợi, tùy thời làm xong ứng phó âm dương tạo hóa thú chuẩn bị. Tiểu tử, thật là lớn gan chó, dám một người đi tìm cái chết. Âm dương tạo hóa thú nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, lập tức cười như điên không chỉ. Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức, vẻn vẹn chỉ là thượng phẩm nguyên tôn cảnh mà thôi, coi như hắn lại làm sao yêu nghiệt, cái kia cũng không khả năng là nó thượng phẩm pháp tôn đối thủ a. Theo Tiêu Phàm một kiếm chém ra, âm dương tạo hóa thú liền không cười được, đạo kia kiếm quang, giống như xuyên qua thiên vũ, ẩn chứa hủy diệt tính uy thế. Thiên tôn cảnh, âm dương tạo hóa thú lên tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Phốc, kiếm quang hiện lên, âm dương tạo hóa thú nửa người trực tiếp bị gọt sạch, huyết phun trời cao, trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi. Tiêu Phàm một kiếm này ẩn chứa bản nguyên chi lực uy lực, thế nhưng là ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, đạt đến 10 vạn số lượng, thật không kém gì phổ thông thiên tôn cảnh. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Âm dương tạo hóa thú vẻ mặt kinh hoàng nhìn xem Tiêu Phàm. Nó bắt đầu hoài nghi, bản thân ở thời không đường hầm cùng cổ địa bên trong vượt qua thời gian mấy năm, chẳng lẽ ngoại giới đã vượt qua mấy trăm năm, thậm chí vài vạn năm? Bằng không, mấy năm trước mới vẻn vẹn chỉ là hạ phẩm thánh tôn Tiêu Phàm, làm sao đột nhiên đạt đến thiên tôn cảnh đây? Đó là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm vẫn là câu nói này, lạnh lùng nói, thần phục ta vô tận thần phủ, bằng không, chết. Không đúng, ngươi chỉ là thượng phẩm nguyên tôn mà thôi, không phải thiên tôn cảnh. Âm dương tạo hóa thú mãnh liệt loạn choạng đầu, lần nữa trở nên thanh tỉnh, cười lạnh nói, chó má vô tận thần phủ, chưa nghe nói qua, liền bằng ngươi cũng muốn để bản tôn thần phục, ngươi cho rằng ngươi là ai. Xem ra, ngươi lựa chọn tử vong. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, trong bóng tối cho Diệp Thi Vũ bọn họ truyền âm, sau đó huy động thu đỏ Tu La Kiếm, lần nữa xông đánh tới. Hơn nữa, một lần này Tiêu Phàm tận hết sức lực, thân thể trong nháy mắt biến thành Tu La bộ dáng, cường đại nhục thân tản ra tím ánh sáng vàng kim lộng lẫy, dị thường lóa mắt. Tu La tộc, âm dương tạo hóa thú cũng chắc chắn kiến thức rộng, đầu tiên là giật mình, rất nhanh liền bình tĩnh lại, đáng tiếc, người vẫn như cũ chỉ là thượng phẩm nguyên tôn, người nhất định phải chết. Nó biết rõ Tu La tộc rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu đây? Hơn nữa, vừa rồi một kiếm kia, đã hút hết Tiêu Phàm thể nội bản nguyên chi lực, đoán chừng còn chưa chắc có thể có được mới vừa chiến lực đây. Đáng tiếc, hắn quá coi thường Tiêu Phàm, hắn giờ phút này, cho dù không cần bản nguyên chi lực, chỉ bằng vào nhục thân từ, liền đã có được cùng chân chính thượng phẩm pháp tôn chém giết thực lực. Phải biết, hắn bây giờ sức mạnh thân thể, đã không kém gì vô thượng kim thân đệ tứ đoán. Cho dù là thượng phẩm pháp tôn, cũng chưa chắc có được cường đại như vậy nhục thân a. Giết, Tiêu Phàm từng kiếm một chém xuống, không có thi triển bất luận cái gì bản nguyên chi lực, mà là đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhìn qua cổ pháp vô hoa kiếm chiêu, lại đại khí bàng bạc, uy lực tuyệt luân, giết âm dương tạo hóa thú từng bước một sau. Một sát na này, âm dương tạo hóa thú trên mặt lộ ra vẻ hốt hoảng, hắn cũng không biết. Bản thân vì sao sẽ hoảng hốt một cái thượng phẩm nguyên tôn cảnh tiểu tử? Ngược lại là Tiêu Phàm càng chiến càng hăng, luôn cảm giác thể nội huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, hết sức cực nóng, dường như kích phát hắn chân chính huyết mạch lực lượng. Hắn cẩn thận cảm thụ một lần, trong lòng hơi kinh hãi, nhục thân lực lượng vậy mà tăng lên không ít, xem ra, không chỉ có dùng bản nguyên chi lực cọ rửa nhục thân có thể rèn đúc vô thượng kim thân, chiến đấu càng là rèn đúc vô thượng kim thân phương thức cao nhất. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện,
từng đạo huyết vũ huy sái trời cao, âm dương tạo hóa thú thất thần thời khắc, bị Tiêu Phàm chạm vài kiếm, toàn thân vết kiếm từng đống. Giờ khắc này, âm dương tạo hóa thú rốt cục kinh hoàng, không dám cùng Tiêu Phàm chính diện va chạm, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Đám người nhìn thấy một màn này, rất nhiều người trợn tròn mắt. Bọn họ vất vả chiến vài ngày, hơn nữa còn là xa luân chiến, đều không thể làm gì âm dương tạo hóa thú. Thậm chí, liền Lăng Phong, Tà Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn người ra sân, vẫn như trước như thế. Mà bây giờ, Tiêu Phàm một thân một mình, lại đem âm dương tạo hóa thú giết chạy, chẳng phải là nói, Tiêu Phàm đã có được chân chính thượng phẩm pháp tôn cảnh chiến lực. Không, chuẩn xác mà nói, là đỉnh tiêm thượng phẩm pháp tôn cường giả. Chạy đi đâu, Lăng Phong lấy lại tinh thần, nhìn thấy âm dương tạo hóa thú hướng về hắn phương hướng này trốn đến, lần nữa biến thành một đầu tổ thiên tà phượng, dày đặc công kích giống như mưa rơi bắn ra. Một cái phế vật cũng dám cản bản tôn, âm dương tạo hóa thú lạnh rên một tiếng, trên mặt đều là khinh thường. Chỉ một thoáng, hắn nghĩ cưỡng ép tiến lên, có thể Lăng Phong giờ phút này bùng nổ khí tức, vậy mà cũng đạt tới thiên tôn cảnh. Làm sao sẽ, âm dương tạo hóa thú sợ hãi không hiểu. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã đuổi theo, trong tay Tu La Kiếm, đã bị một bộ huyết hắc sắc quan tài thay thế, hắn dắt lấy quan tài một góc hung hăng đập xuống. Chấn thế đồng quan, âm dương tạo hóa thú hoảng sợ không thôi, cái kia huyết hắc sắc quan tài tán phát khí tức, nhưng hắn khắp cả người phát lạnh. Thật sự là chấn thế đồng quan hung danh quá lớn. Bành, không chờ nó suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm dắt lấy chấn thế đồng quan đã đập xuống, âm dương tạo hóa thú chỉ cảm thấy trong đó một cái đầu nổ tung, thân thể liên tiếp rạn nứt, linh hồn càng là run rẩy dữ dội. Nó hoàn toàn bị một kích này đập mộng, mấy viên tinh thần nổ tung. Có thể nghĩ Tiêu Phàm một kích này uy lực. Vô tận thần phủ đám người cũng bị Tiêu Phàm bá đạo lực lượng cho khiếp sợ đến, đây chính là thượng phẩm pháp tôn A, vậy mà hoàn toàn không phải Tiêu Phàm đối thủ. Hỗn trướng, người dám lừa gạt bản tôn. Mấy tức về sau, trong tinh không truyền đến âm dương tạo hóa thú gầm thét thanh âm, nó máu me khắp người lao đến, dày đặc khí lạnh hướng về Lăng Phong. Lăng Phong nhún nhún vai, hắn tự nhiên không phải thiên tôn cảnh tu vi. Vừa rồi sở dĩ tản ra thiên tôn cảnh khí thế, chẳng qua là bởi vì Tiêu Phàm nở rộ linh hồn chi lực uy áp mà thôi. Hắn linh hồn lực lượng chấn nhiếp đến âm dương tạo hóa thú, cái này mới miễn cưỡng đánh lén đến nó. Đương nhiên, cho dù là chính diện giao phong, Tiêu Phàm coi như không bằng âm dương tạo hóa thú, nhưng thực lực cũng không kém nhiều. Nhất là bây giờ âm dương tạo hóa thú bản thân bị trọng thương, Tiêu Phàm càng là lòng tin tràn đầy. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn tìm kiếm nghĩ cách lưu lại âm dương tạo hóa thú. Âm dương tạo hóa thú, ngay cả ta cái này thượng phẩm nguyên tôn cũng không là đối thủ, nói thật, ngươi thật rất rác rưởi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, chấn thế đồng quan biến mất, lại bị Tu La Kiếm thay thế. Âm dương tạo hóa thú gầm thét, khá là kiêng kỵ hướng về Tiêu Phàm, nó vẫn như cũng nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm vì sao mạnh như vậy. Bình thường mà nói. Thượng phẩm nguyên tôn cảnh tu vi trong đối chiến phẩm pháp tôn đã coi như là cực hạn, có thể Tiêu Phàm, lại có thể đối chiến thượng phẩm pháp tôn, hơn nữa hay là thượng phẩm pháp tôn bên trong cường giả. Giống có tác dụng gì? Không phải muốn giết ta sao, tới. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hướng về phía âm dương tạo hóa thú ngoắc ngón tay. Hắn trong đầu lại là đang nhanh chóng suy nghĩ lấy, như thế nào mới có thể lưu lại âm dương tạo hóa thú, đối phương nếu như muốn đi. Bọn họ những người này thật đúng là không nhất định có thể ngăn được. Bắt sống hắn, có thể so sánh giết nó còn muốn khó khăn a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Nếu như chỉ là muốn giết chết âm dương tạo hóa thú, hắn ngược lại là có không ít loại biện pháp. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặc dù nói không chắc có thể lưu hắn lại, nhưng hoàn toàn có thể tìm kiếm nghĩ cách giết chết hắn nha. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình khẽ động. Lần nữa chủ động hướng về âm dương tạo hóa thú đi đến. Âm dương tạo hóa thú nheo mắt, chẳng biết tại sao, nhìn thấy thần sắc như thường Tiêu Phàm lúc, trong lòng bỗng nhiên chấn động một cái, bất quá nó rất nhanh bình xuống dưới. Thật sự cho rằng bản tôn giết không chết ngươi. Âm dương tạo hóa thú nhe răng cười một tiếng, hai cái đầu lộ ra vẻ dữ tợn. Nó ánh mắt lấp lóe, tựa như đang tính toán lấy cái gì, chờ lấy Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm mặt ngoài 10 điểm bình tĩnh,
nhưng trong lòng là biết rõ, âm dương tạo hóa thú cho đến bây giờ, còn chưa bao giờ sử dụng qua nó thân làm thần thú lực lượng. Hơn nữa, Tiêu Phàm rất rõ ràng cái kia thiên phú thần thông là cái gì, đây chính là khả năng đủ ở thần thú bảng xếp hạng trở thành người thứ bảy cường đại năng lực, chỉ bất qua thứ nhất chỉ muốn giết chết bản thân những người này, cho nên cũng không có sử dụng mà thôi. Nhưng là, nếu như âm dương tạo hóa thú nghĩ sống tiếp, còn trừ bỏ thiên tôn cảnh ở cường giả cấp cao nhất, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể đủ giết chết hắn. Bất quá, Tiêu Phàm không ở tại bên trong, bởi vì hắn thế nhưng là một tên thần dược sư. Tuy nhiên ta giết không chết ngươi, nhưng ngươi cũng xác thực không giết chết được ta. Tiêu Phàm vẻ mặt tự tin. Có đúng không, âm dương tạo hóa thú lạnh rên một tiếng, đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước người. Thật nhanh, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn giấu kín lấy thực lực? Không nên a, nếu như nó có giết chết Lăng Phong cùng Tà Vũ bọn hắn thực lực, căn bản không cần thiết chờ tới bây giờ. Âm dương, cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên, một cổ quỷ dị năng lượng ba động từ âm dương tạo hóa thú trên người bộc phát ra. Sau một khắc, Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân thân thể đang nhanh chóng tan rã, hai chân, hai tay, thậm chí linh hồn. Âm dương bản nguyên lực lượng, Tiêu Phàm kinh hãi, đây chính là danh xưng thế gian cao cấp nhất đánh trúng bản nguyên chi lực một trong A, trừ bỏ cùng bình thường bản nguyên chi lực một dạng bên ngoài, hắn còn có được mặt khác đặc tính. Liền tựa như lúc này âm dương bản nguyên lực lượng, còn có được tan rã tất cả hiệu quả. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, cấp tốc rời khỏi cái kia năng lượng ba động phạm vi, đồng thời, trên người hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực nở rộ, ngăn trở âm dương bản nguyên lực ăn mòn. Ngươi không chạy thoát được đâu, âm dương tạo hóa thú nhe răng cười một tiếng, thân thể nhanh chóng theo vào. Tiêu Phàm biểu tình bối rối, tiếp tục như vậy, chính mình nhục thân cùng linh hồn coi như tan rã. Hơn nữa, hắn còn biết, đó cũng không phải âm dương tạo hóa thú cường đại nhất thiên phú thần thông. Mắt thấy âm dương tạo hóa thú càng ngày càng gần, Tiêu Phàm đột nhiên tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, kinh khủng thời không bản nguyên chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Tuyên cổ thông thông, trong lòng khẽ nói một tiếng, thời không bản nguyên tuyệt kỹ thi triển, lấy hắn hiện tại tu vi, trực tiếp có thể gọt sạch đối thủ 2 vạn năm tu vi, trạng thái thân thể cũng có thể rút lui 2 vạn năm. Âm dương tạo hóa thú nụ cười đột nhiên ngừng lại, hắn tu vi bắt đầu rút lui, cơ hồ trong nháy mắt, liền rơi vào trung phẩm pháp tôn tu vi. Hơn nữa, hắn thân thể cũng biến thành uể oải, tựa như thân chúng kịch độc một dạng. Thành công, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn không muốn cho âm dương tạo hóa thú hạ độc, bởi vì hắn biết rõ, âm dương tạo hóa thú mình cũng là cực kỳ cao minh thần dược sư. Hắn hạ độc, có thể chưa chắc có thể hạ độc được nó. Nhưng là, âm dương tạo hóa thú 2 vạn năm trước thế nhưng là thân chúng kịch độc A, hơn nữa còn ở vào áp chế trạng thái, hiện tại Tiêu Phàm cho hắn vừa khởi động, âm dương tạo hóa thú tự nhiên là xong đời. Thời không đảo lưu, ngươi tính toán ta, âm dương tạo hóa thú tỉnh táo lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, cực kỳ không cam lòng. Tính toán ngươi, Tiêu Phàm mỉm cười, xem như thế đi, bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi làm sao không thi triển ngươi cường đại nhất thần thông thiên phú đây, kể từ đó, ta công kích đối với ngươi vô hiệu mới đúng. Âm dương tạo hóa thú sắc mặt một trận rút ra, không có trả lời Tiêu Phàm mà nói, mà là trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm thấy thế, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, ta đã biết, ngươi thiên phú thần thông, bắn ngược, một mực ở áp chế ngươi thể nội độc tố đúng không, bằng không ngươi tại vạn thánh vân giới cũng sẽ không chờ lâu như vậy. Không sai. Âm dương tạo hóa thú có được một loại kinh khủng thiên phú thần thông, tên là bắn ngược. Tên như ý nghĩa, khả năng đủ bắn ngược bất kỳ công kích nào, bao quát công kích linh hồn. Có thể nói, chỉ cần không thể khắc chế hoặc là áp chế hắn thiên phú thần thông, căn bản không có giết chết hắn khả năng. Dù cho không thèm đếm xỉa cái mạng này, bản tôn cũng muốn ngươi chết. Bị Tiêu Phàm nói đến chỗ đau âm dương tạo hóa thú, đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng. Hắn mặc dù nhìn qua chúng độc rất nặng, nhưng tán phát khí tức, so sánh vừa rồi lại là mạnh hơn. Ngươi không áp chế thể nội độc tố, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, âm dương tạo hóa thú, đây là muốn cùng bản thân đồng quy vu tận. Tiêu Phàm nhìn thấy toàn diện bùng nổ âm dương tạo hóa thú,
sắc mặt tụ biến. Hắn biết rõ, âm dương tạo hóa thú đỉnh phong thực lực, sợ là không kém gì chân chính thiên tôn cảnh A. Tiêu Phàm có thực lực cùng thượng phẩm pháp tôn một trận chiến, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự tin, cùng thiên tôn cảnh cường giả liều mạng, tối đa cũng liền linh hồn chi lực có thể miễn cưỡng chịu nổi. Bản tôn năm đó bị vạn thánh dược các chi chủ cùng thần hỏa thiên lân bức bách, áp chế vài vạn năm thì cũng thôi đi, hôm nay lại bị ngươi một cái nho nhỏ nguyên tôn cảnh bức bách. Âm dương tạo hóa thú cười lạnh không dứt. Nó thở sâu, con người bên trong hiện lên một vòng ngoan tuyệt, nói, dù sao bản tôn cũng sống không được bao lâu, vừa vặn giết sạch các ngươi những người này chôn cùng. Dứt lời, âm dương tạo hóa thú khí thế lần nữa tăng vọt, đã đến gần vô hạn thiên tôn cảnh. Nó nhe răng cười một tiếng, lách mình hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà tới. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, dù cho hắn giờ phút này biến thành tu la bộ dáng, cũng vẫn như cũng ngăn cản không nổi âm dương tạo hóa thú công kích, thân thể như là sao băng bay về phía không trung, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Phu quân, Lão Tam, Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong đám người kêu sợ hãi, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, âm dương tạo hóa thú bùng nổ lực lượng vậy mà như thế cường đại, liền Tiêu Phàm cũng không là đối thủ. Cũng coi như mấy người chuẩn bị xông đi lên thời khắc, giọng nói lạnh lùng vang vọng thương khung, không được qua đây, ta tới giết hắn. Chỉ thấy Tiêu Phàm từ trong tinh không nhanh chóng phi nhanh mà tới, tay trái dẫn theo chấn thế đồng quan, tay phải cầm tu la kiếm, đối mặt có thể so với thiên tôn cảnh âm dương tạo hóa thú, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hô, Tiêu Phàm cấp tốc đáp xuống, tay trái chấn thế đồng quan hung hăng rơi đập mà xuống, những nơi đi qua, thiên khung kịch liệt sụp đổ. Một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy quét sạch thiên địa. Đám người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, chẳng lẽ đây mới là Tiêu Phàm thực lực chân chính sao? Nhưng mà, âm dương tạo hóa thú lại là lộ ra khinh thường, trên người hắn chán phóng một đạo đen năng lượng màu trắng chấn động, hóa thành một đạo kết giới bao phủ ở hắn quanh thân. Oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, chấn thế đồng quan trọng trọng nện ở âm dương tạo hóa thú, kinh khủng hủy diệt năng lượng một vòng khoách tán ra. Bốn phía tinh thần nhao nhao nổ tung. Tiêu Phàm gắt gao thao túng chấn thế đồng quan, nhưng mà, chấn thế đồng quan lay động hết sức lợi hại, dường như muốn thoát ly bàn tay của hắn. Chỉ thấy âm dương tạo hóa thú quanh thân nở rộ đen năng lượng màu trắng kết giới, phía trên bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, đánh thẳng vào chấn thế đồng quan. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rốt cục ngăn cản không nổi, cả người như là sao băng xuất vào sâu trong tinh không. Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, ngũ tạng lục phủ rung động kịch liệt, bốc lên không thôi. Bắn ngược thần thông, Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi nhìn xem âm dương tạo hóa thú. Bỏ đi bắn ngược thần thông, hắn có rất lớn tự tin giết chết âm dương tạo hóa thú, nhưng là bây giờ, nó có phòng ngự tuyệt đối thần thông lịch luyện, nó đã đứng ở thế bất bại. Muốn giết nó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đi chết đi cho ta. Âm dương tạo hóa thú thật không nghĩ qua buông tha Tiêu Phàm, giết Tiêu Phàm, chỉ là một trong những mục tiêu của hắn. Phàm là cùng Tiêu Phàm có liên quan người, đều phải chết. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi hết sức, thời khắc này âm dương tạo hóa thú, cơ hồ chính là vô địch tồn tại, bản thân căn bản không làm gì được hắn. Hắn bây giờ người mang kịch độc, dạng này thực lực, tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Bản thân chỉ cần kiên trì bất tử, đợi đến âm dương tạo hóa thú khí thế ngã xuống, cái kia nhóm người mình liền cứu được. Về phần có thể hay không mài chết âm dương tạo hóa thú, Tiêu Phàm trong lòng cũng không chắc. Chân hắn dẫm thời không na di thiểm đệ tam trọng, nhanh chóng tránh thoát âm dương tạo hóa thú công kích, đây cũng là Tiêu Phàm trừ bỏ linh hồn chi lực bên ngoài, duy nhất không kém gì âm dương tạo hóa thú thủ đoạn. Muốn chạy, người có thể chạy trốn được. Bọn họ chạy trốn được sao? Âm dương tạo hóa thú nhìn thấy Tiêu Phàm đào tẩu, lập tức tà tà cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng bỗng chuyển hướng Diệp Thi Vũ đám người. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nhanh chóng chặn lại âm dương tạo hóa thú đường đi, tiện tay đem chấn thế đồng quan ném ra ngoài, nắp quan tài xốc lên, nhanh chóng đem Diệp Thi Vũ bọn họ hút vào trong đó. Âm dương tạo hóa thú nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà như thế quyết đoán, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn loại này trạng thái có thể không kiên trì được bao lâu, tối đa cũng liền nửa canh giờ. Nếu là ở cái này nửa canh giờ bên trong không cách nào giết chết Tiêu Phàm, đến lúc đó chết chính là hắn.
đến a, ta ngược lại muốn xem, cuối cùng chết rốt cuộc là ai. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn không làm gì được âm dương tạo hóa thú không sai, có thể âm dương tạo hóa thú cũng giống vậy không làm gì được hắn. Đương nhiên, hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì nửa canh giờ, nhưng hắn bất kể như thế nào đều chỉ có thể kiên trì. Muốn tăng tốc mở ra tinh lộ tốc độ, không chỉ có muốn giết chết âm dương tạo hóa thú, còn muốn lấy được hắn ký ức, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Về phần thu phục âm dương tạo hóa thú, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, âm dương tạo hóa thú điên cuồng đuổi giết Tiêu Phàm không ngừng chạy trốn, nhiều lần chết ở trong tay của nó, hiểm mà hiểm trốn qua mấy kiếp. Mắt thấy đã qua một nén nhang, Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt, thần đan giống như đường đậu một dạng không ngừng nhét vào trong miệng. Hắn nguyên lực khôi phục rất nhanh, nhưng vẫn không có tiêu hao tốc độ nhanh, trên người khắp nơi đều là vết thương, cực kỳ chật vật. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít thụ thương nặng như vậy, chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này? Cũng coi như Tiêu Phàm sắp buông tha thời điểm, hắn rốt cục thấy được hy vọng, kia liền là âm dương tạo hóa thú khí tức rốt cục suy yếu một mảng lớn. Rốt cục đến hắn mức cực hạn sao? Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, mặc dù bây giờ cũng cơ hồ đạt đến hắn cực hạn, nhưng hắn tự tin, bản thân tốc độ khôi phục, khẳng định so với âm dương tạo hóa thú hiếu thắng. Hai người lại là một phen người truy ta chạy, không sai biệt lắm hoa thời gian uống cạn nửa chén trà. Rất nhanh liền đến phiên ta, Tiêu Phàm thầm nghĩ lấy, hắn thể lực đang ở lặng yên khôi phục. Hô, nhưng mà đột nhiên, âm dương tạo hóa thú nhấc chân chạy, hướng về sâu trong tinh không bỏ chạy. Một màn này, Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, chẳng lẽ nó đã nhận ra không thích hợp. Giờ phút này, Tiêu Phàm có chút hoài niệm hắc hỏa hồ lô, nếu như hắc hỏa hồ lô ở chỗ này, có lẽ đã sớm có thể cầm xuống âm dương tạo hóa thú. Muốn chạy, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, không chút do dự đuổi theo. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trong đầu bỗng hồi tưởng đến một thanh âm, ta giúp ngươi trấn áp hắn, ngươi thay ta làm một chuyện. Ân, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, xòe bàn tay ra, một cái huyết sắc thạch môn bỗng nhiên hiện lên ở lòng bàn tay của hắn, ngươi xác định. Tiêu Phàm cũng không hoài nghi huyết sắc thạch môn thực lực, hắn thật vẫn khả năng có ứng phó thiên tôn cảnh thủ đoạn. Nói một chút, ngươi cần ta làm cái gì? Tiêu Phàm một bên đuổi theo, biến đổi dò hỏi. Hắn cũng không nghĩ bản thân đáp ứng huyết sắc thạch môn không làm được sự tình, đến lúc đó tự bẫy mình đi vào, cái kia còn không bằng để âm dương tạo hóa thú đào tẩu đây. Yên tâm, ta sẽ không bắt buộc ngươi, chỉ là ngươi đủ khả năng thời điểm, giúp ta tìm một vật. Huyết sắc thạch môn thanh âm vang lên. Thứ gì? Tiêu Phàm nhíu mày, dưới chân lại là không chút do dự, gắt gao đi theo âm dương tạo hóa thú, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Thái Sơ Phong Thiên Thạch. Huyết sắc thạch môn trầm ngâm mấy tức, 10 điểm ngưng trọng phun ra ba chữ. Thái Sơ Phong Thiên Thạch. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cái tên này hắn mặc dù cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm, người xác định không phải quá Sơ Hắc Kim. Ở Tiêu Phàm trí nhớ, chỉ có năm đại nghịch thiên thần kim một trong Thái Sơ Hắc Kim, có thể không có cái gì Thái Sơ Phong Thiên Thạch. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm cũng chỉ gặp qua Hỗn Độn Nguyên Kim, Tinh Thần Tử Kim hai loại. Mặt khác ba loại, hoàng huyết vàng dòng, vô ngân bí mật kim cùng Thái Sơ Hắc Kim, hắn đến bây giờ cũng chỉ là nghe nói qua. Là, cũng không phải. Huyết sắc thạch môn hủy bỏ Tiêu Phàm lời nói, Thái Sơ Phong Thiên Thạch, là Thái Sơ Hắc Kim sinh ra linh trí về sau sản phẩm, hắn so Thái Sơ Hắc Kim càng thêm hiếm thấy. Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh dị, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Tự nhiên, huyết sắc thạch môn thanh âm có chút tự ngạo, nếu là có cơ hội nhìn thấy. Ngươi muốn thay ta được đến nó. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ở phạm vi năng lực của ta bên trong, nhất định thay ngươi lấy được. Tiêu Phàm gật đầu một cái, bất quá vẫn như cũ không đem lại nói tràn đầy. Hắn hiện tại chỉ muốn lưu lại âm dương tạo hóa thú, một khi hắn đào tẩu, cái kia mở ra tinh lộ sẽ phải làm từng bước. Có ngươi câu nói này, là đủ rồi. Huyết sắc thạch môn run rẩy. Chỉ một thoáng. Rậm rạp chằng chịt huyết sắc ti tuyến từ huyết sắc thạch môn phía trên nở rộ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Nguyên bản đã thoát đi mấy ngàn dặm xa âm dương tạo hóa thú,
trong mắt đều là khinh thường, rác rưởi cũng muốn truy sát ta. Đừng nói một cái nguyên tôn cảnh, chính là thiên tôn cũng chưa chắc có thể lưu lại bản tôn. Vừa dứt lời, âm dương tạo hóa thú đột nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên hướng phía sau nhìn tới, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, bị kinh khủng thay thế. Trong mắt của nó bên trong, đều là đầy trời huyết sắc ti tuyến. Còn chưa chờ nó chạy trốn, cái kia đầy trời sợi tơ bỗng nhiên xuyên qua thân thể của nó, sau đó huyết sắc ti tuyến đem âm dương tạo hóa thú bao thành bánh chưng một dạng. Âm dương tạo hóa thú điên cuồng giãy giụa, có thể căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, nó càng giãy giụa, tia kia dây càng là chặt chẽ, siết vào da thịt của nó bên trong, máu tươi thẩm thấu mà ra. Ngươi ngược lại là chạy a? Tiêu Phàm đi tới âm dương tạo hóa thú trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng. Âm dương tạo hóa thú không để ý đến Tiêu Phàm, mà là nhìn chằm chặp lòng bàn tay hắn huyết sắc thạch môn tế thiên chi môn. Không có khả năng, các ngươi không phải sớm tại thái cổ trước đó liền hủy diệt sao? Nhìn qua huyết sắc thạch môn ánh mắt, tràn đầy kinh khủng. Tế thiên chi môn, Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, nhìn qua trong tay huyết sắc thạch môn, có chút mờ mịt, cái tên này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái gì tế thiên chi môn? Tiêu Phàm trầm giọng nói, liền âm dương tạo hóa thú đều sợ hãi như thế, cái này tế thiên chi môn khẳng định không phải là cái gì thứ đơn giản. Tiểu tử, người vậy mà cùng tế thiên chi môn liên hệ quan hệ, chẳng lẽ ngươi không biết, thái cổ thần giới kém chút hủy diệt, cùng nó có quan hệ rất lớn sao? Âm dương tạo hóa thú gầm thét. Tiêu Phàm nheo mắt, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem huyết sắc thạch môn. Ngươi tin không? Huyết sắc thạch môn thản nhiên nói. Tiêu Phàm bản năng lắc đầu, không phải hắn tin tưởng huyết sắc thạch môn, mà là hắn tin tưởng thần vô tận cùng tà thần. Nếu như tế thiên chi môn là hủy diệt thái cổ thần giới kẻ cầm đầu, vậy bọn hắn há lại sẽ để huyết sắc thạch môn tồn tại, đoán chừng đã sớm tìm kiếm nghĩ cách hủy diệt. Âm dương tạo hóa thú, ta chỉ muốn biết, ngươi là làm sao từ thiên hoang đến nơi này. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, cái khác hắn đều không quan tâm. Chỉ quan tâm thông hướng thiên hoang đường tắt. Ngươi muốn biết rõ, âm dương tạo hóa thú cười lạnh, ngay sau đó khinh thường nói, lão tử chính là không nói cho ngươi, có gan giết ta. Như ngươi mong muốn, Tiêu Phàm cũng lười nói nhảm với hắn, lấy tay vung lên, thí thần lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm dương tạo hóa thú thấy thế, lập tức dọa đến toàn thân phát run, thí thần tổ thú, ngươi làm sao còn sống sót. Thí thần, ngươi nhưng có biện pháp. Tước đoạt trên người nó vị giai chi lực. Tiêu Phàm trực tiếp đoạn mà hỏi. Thí thần gật đầu một cái, có chút do dự nói, lão đại, thật muốn tước đoạt nó vị giai chi lực. Chính nó muốn chết, chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm khẳng định, khinh thường nhìn xem âm dương tạo hóa thú, cho đến bây giờ, còn chưa từng có người nào dám uy hiếp bản thân. Tốt, thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm không có thu phục âm dương tạo hóa thú ý tứ. Ngay sau đó mở cái miệng rộng, một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực sinh ra. Chỉ một thoáng, âm dương tạo hóa thú trên người một loại huyền diệu năng lượng ba động bắt đầu tản mạn ra, điên cuồng hướng về thí thần trong miệng dũng mãnh lao tới. Oanh, chỉ một lát sau, thí thần khí thế trên người bắt đầu kéo lên, nó trực tiếp đột phá đến hạ phẩm nguyên tôn cảnh. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dừng tay! Âm dương tạo hóa thú rốt cục kinh khủng, nó nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm như thế quyết đoán, thật muốn giết chết hắn. Theo lý thuyết, trên người mình có không ít bí mật, chẳng lẽ hắn thật không muốn biết sao? Tiêu Phàm, ta đều nói cho ngươi, miễn là ngươi thả ta đi, ta đem mọi thứ đều nói cho ngươi. Âm dương tạo hóa thú phục nhuyễn, không ngừng xin khoan dung. Không cần, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Cho đến bây giờ. Âm dương tạo hóa thú cũng không biết rõ tình cảnh của mình, còn nghĩ uy hiếp bản thân, thật sự cho rằng không có ngươi, ta cũng không có biện pháp lấy được vật mình muốn sao. Tiêu Phàm không để đình chỉ, thí thần một mực không ngừng cắn nuốt. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, thí thần khí thế xông phá thượng phẩm nguyên tôn cảnh đại quan, mà âm dương tạo hóa thú rơi vào hạ phẩm pháp tôn cảnh. Hơn nữa, nó thể nội độc tố phát tác, sinh cơ không ngừng sói mòn. Cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Không sai biệt lắm, Tiêu Phàm khoát khoát tay, lúc này mới nhìn về phía âm dương tạo hóa thú nói, cuối cùng có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi là làm sao từ thiên hoang đến nơi này. Ngươi là ma quỷ,
Âm dương tạo hóa thú hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, hoảng hốt tới cực điểm, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Xem ra ngươi còn chưa không trân quý cơ hội cuối cùng. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Ta nói. Âm dương tạo hóa thú dọa đến toàn thân phát run, vội vàng nói. Tiêu Phàm vốn muốn nói không cần, có thể một bên thí thần đối với hắn gật đầu một cái, Tiêu Phàm cái này mới ngưng được sát ý trong lòng, không có thi triển chủng ma chi thuật. Ngay sau đó, âm dương tạo hóa thú một hơi đem mình những năm này kinh lịch nói ra, sợ muộn một bước, Tiêu Phàm liền sẽ giết chết bản thân một dạng. Tiêu Phàm cẩn thận nghe âm dương tạo hóa thú lời nói, trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi là nói, vạn thánh vân giới bên ngoài, có một cái thời không trùng động, thông hướng một chỗ ma quật, mà cái kia ma quật, cũng có một chỗ lỗ sâu thông hướng giới này. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói cách khác, trên người ngươi ma khí, cũng là ở cái kia ma quật bên trong chém giết dị ma cắn nuốt. Vậy ngươi còn có biết hay không, cái kia lỗ sâu ở nơi nào? Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm nhịp tim đều có chút gia tốc. Không biết, âm dương tạo hóa thú lắc đầu, Tiêu Phàm kích động dường như bị tưới một chậu nước lạnh, thất vọng đến cực điểm. Ta chỉ biết rõ, chỉ có một cái lỗ sâu, thông hướng vạn thánh vân giới cách đó không xa một chỗ ma quật. Âm dương tạo hóa thú nói bổ sung. Mang ta đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Hắn nội tâm đã toát ra một cái ý nghĩ, tất nhiên cái kia lỗ sâu tới gần vạn thánh vân giới, vậy mình hoàn toàn có thể lợi dụng cái kia lỗ sâu tiến về vạn thánh vân giới. Về sau vô tận thần phủ tu sĩ, nếu như muốn tiến về ma quật lịch luyện, hoàn toàn có thể giả mạo vạn thánh vân giới người. Kể từ đó, thiên hoang cũng tuyệt đối sẽ không sinh nghi. Nguyên bản Tiêu Phàm còn đang suy nghĩ, làm sao có thể đủ để thái cổ thần giới người tiến về thiên hoang, có thể được đối phương tiếp nhận, hiện tại vấn đề này đã giải quyết dễ dàng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền đã không kịp chờ đợi chạy tới vạn thánh vân giới, đã thông lưỡng giới thông đạo. Ta thực sự quên lỗ sâu ở đâu? Âm dương tạo hóa thú lắc đầu, coi như ta biết, nó cũng có khả năng biến mất, căn bản không có khả năng tìm tới. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, âm dương tạo hóa thú dù sao cũng là pháp tôn cảnh thần thú, không nói bản lĩnh hết sức cao cường, nhưng ở trong phạm vi nhỏ tinh. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm rơi vào một mảnh vách núi bên bờ, ngưng trọng hướng về bên ngoài mấy dặm một chỗ hư vô liệt phùng. Hư vô liệt phùng rất lớn, hiện lên hình bầu dục. Hẹp địa phương chỉ có 10 trượng trở lại, rộng địa phương dài trăm trượng hơn, bên trong lờ mờ lấp lóe lấy hắc sắc lôi đình, cực kỳ kinh khủng. Không bao lâu, Lăng Phong, Tà Vũ cùng thí thần mấy người cũng chạy tới, nhìn qua trước mắt hư vô liệt phùng, cũng là kinh hãi không thôi. Chẳng biết tại sao, cái này hư vô liệt phùng, cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Lão Tam, đây thật là thông hướng thiên hoang phụ cận lỗ sâu. Lăng Phong cau mày. Làm sao ta cảm giác, đây là thông hướng hủy diệt địa phương. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, bọn họ cũng có loại này cảm giác, không dám tùy tiện bước vào trong đó. Bình thường mà nói, lấy mọi người thực lực, một dạng hư vô liệt phùng, thậm chí trong truyền thuyết lỗ sâu, đã không đả thương được bọn họ. Nhưng là trước mắt lỗ sâu, lại cho mọi người một loại bất an nỗi lòng. Chính là cái này, bất quá, cái này lỗ sâu dường như có bị phong ấn dấu vết. Cái kia hắc sắc lôi đình, hẳn là người khác vật lưu lại. Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. Âm dương tạo hóa thú, chính là từ trước mắt cái này lỗ sâu qua tới, chỉ bất quá khi đó lỗ sâu cũng không tại viên tinh thần này. Bị phong ấn qua, đám người âm thầm kinh hãi. Không có cái gì có thể khiếp sợ, hiện tại thái cổ thần giới những cái kia dị ma, không phải cũng là đả thông đã từng bị phong ấn lỗ sâu tiến vào sao. Tiêu Phàm lơ đễnh lắc đầu. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá cái này lỗ sâu quả thật có chút khác biệt, có thể là ăn thông hai cái thế giới quá xa xôi, cho nên uy lực so sánh lớn. Không có pháp tôn cảnh tu vi, sợ là rất khó chống đỡ được cái kia thời không xé rách lực lượng. Lăng Phong cũng gật gật đầu, về sau có người muốn truyền tống hai đầu, còn phải pháp tôn cảnh cường giả hộ tống, cái này ngược lại là không quan trọng, về sau vô tận thần phủ pháp tôn cảnh chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng cái này, chỉ bất quá, phải nghĩ biện pháp cố định nó mới được, bằng không nó lại sẽ chuyển sang nơi khác. Như thế nào mới có thể cố định nó? Đám người không hiểu, bọn họ thấy qua lỗ sâu rất ít, cơ hồ đều là lần đầu tiên nhìn thấy,
đối lỗ sâu có thể không là rất biết. Cái này ta tới xử lý, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Người khác có lẽ làm không được, nhưng hắn lĩnh ngộ thời không bản nguyên, ngược lại là miễn cưỡng có thể đủ đem lỗ sâu cố định ở chỗ này, nhiều nhất tiêu phí một chút đền bù mà thôi. Ta cần một chút thời gian, các ngươi có thể ở chỗ này lịch luyện một phen, thuận tiện mở ra một cái thành nhỏ thành thị, bố trí một chút trận pháp. Tiêu Phàm lại nói, Lão Tam, những cái này giao cho chúng ta, rất mau làm tốt. Lăng Phong vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng về thời không trùng động bay đi. Đám người bắt đầu bận rộn, về sau, viên tinh thần này tất nhiên trở thành vô tận thần phủ tinh lộ một chỗ khẩn yếu quan khẩu, tự nhiên không thể cùng các tinh thần một dạng đơn giản bố trí một chút trận pháp là được. Mặt khác tinh lộ, thí thần bọn họ thế nhưng là bố trí mấy đầu dự bị lộ tuyến, nhưng một đoạn này tinh lộ, chỉ có như vậy một đầu. Một khi phá hư, tinh lộ có thể thì tương đương với triệt để gãy. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau, Tiêu Phàm không chỉ có cố định lỗ sâu, hơn nữa còn đem lỗ sâu chuyển qua mặt đất một tòa đại điện bên trong. Diệp Thi Vũ lại tại chung quanh đại điện phủ đầy vô số trận pháp, dù cho thượng phẩm pháp tôn, cũng không thể tùy tiện phá hư. Tất cả những thứ này, cơ hồ đã tiêu hao hết Tiêu Phàm tâm huyết của bọn hắn. Nơi này không sai biệt lắm. Kế tiếp là thông hướng một đầu khác, Thi Vũ, Lão Đại, Lão Nhị, Tiểu Ngũ, Tiểu Kim, Thí Thần, các ngươi theo ta đi qua, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, các ngươi trấn thủ tại chỗ này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành bọn họ cuối cùng chỉ là bản thân bằng hữu cùng cấp dưới, ở không biết rõ ràng đối diện tình huống như thế nào lúc, Tiêu Phàm cũng không thể để bọn họ đi mạo hiểm. Bản thân người yêu cùng huynh đệ, cho dù không cho bọn họ đi. Bọn họ khẳng định cũng sẽ đi cùng. Tốt, mọi người đều nghĩ Tiêu Phàm cầm đầu, đương nhiên sẽ không phản bác. Ngay sau đó, Tiêu Phàm mang theo huynh đệ mình một chuyến dứt khoát bước vào lỗ sâu. Mọi người cẩn thận một chút, không muốn khoảng cách quá xa. Tiêu Phàm nhắc nhở, cái này lỗ sâu, thời không lực lượng rất khủng bố, đè ép người không thở nổi. Cũng may đám người nhục thân đều đủ cường đại, có thể so với hạ phẩm pháp tôn. Thực lực tổng hợp cũng không yếu với hạ phẩm pháp tôn cảnh cường giả, đối bọn hắn mà nói, cũng không lộ ra quá cố hết sức. Tiêu Phàm cảm thụ được lỗ sâu bên trong thời không lực lượng, ẩn ẩn phát hiện, cái này lỗ sâu thời không bản nguyên, ẩn ẩn chỉ so với thời không chi hà nếu một chút. Lão Tam, nếu như lỗ sâu hai bên thời không không ngang nhau, vậy làm sao bây giờ? Lăng Phong đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lỗ sâu bên trong thời không rối loạn. Khả năng nơi này chỉ là đi qua một canh giờ, nhưng ngoại giới đã qua vài ngày, thậm chí đã nhiều năm. Nếu như vậy, cái kia lợi dụng lỗ sâu mở ra tinh lộ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ chậm trễ thời gian. Sẽ không có vấn đề, theo ghi chép, thời không trùng động, cơ bản đều là áp xúc thời gian, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, sẽ chỉ so ngoại giới nhanh. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn vẫn còn có chút không chắc. Đến lúc đó chúng ta phản hồi về sau, liền biết lúc ở giữa chênh lệch, coi như lỗ sâu thời gian không giống nhau, thái cổ thần giới cùng thiên hoang thời gian là đồng đẳng. Diệp Thi Vũ nói ra, nàng thân làm cửu u quỷ chủ đệ tử, tự nhiên kiến thức khác biệt, đối lỗ sâu cũng rất hiểu. Tiếp đó, đám người một trận trầm mặc, nhưng trong lòng ở tính toán thời gian, không sai biệt lắm đi qua thời gian một tháng. Rốt cục nhìn thấy lối ra. Thời gian một tháng, nếu như ngoại giới chỉ là đi qua một ngày, vậy cái này lỗ sâu, so với ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hô, vừa dứt lời, mấy người bỗng nhiên từ thông đạo bên trong bắn ra, một cỗ nồng nặc bản nguyên chi lực cùng ma khí đập vào mặt. Ai, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ tiền phương vang lên, không đợi mấy người lấy lại tinh thần. Mấy chục cỗ mạnh mẽ khí tức đem bọn hắn vây ở trung ương. Tiêu Phàm nhìn xem chung quanh tu sĩ tạo hình, cùng trên người nở rộ khủng bố ma khí, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Lão đại, bọn họ là dị ma. Tiểu Kim cổ quái nhìn xem bốn phía tu sĩ. Tiêu Phàm cũng là một trận kinh ngạc, thật sự là những cái này dị ma quá kỳ lạ, bọn họ cùng đã từng thấy qua dị ma hoàn toàn khác biệt, bởi vì bọn hắn đều không phải hình người, mà là một chút thực vật. Chuẩn xác mà nói, đại bộ phận dị ma đều là cây, mỗi một cái cây đều đạt đến mấy chục trượng,
sợi rễ vô số, giống như cánh tay một dạng vũ động. Dĩ nhiên là hiếm thấy thụ ma. Diệp Thi Vũ kinh dị hết sức, theo ghi chép, thụ ma đã sớm tại thời kỳ viễn cổ liền hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới đây còn có nhiều như vậy. Thụ ma, đám người kinh dị, ngay sau đó lấy lại tinh thần, chỗ này ma quật, hơn phân nửa là ở thời kỳ viễn cổ liền lang thang vô tận tinh không, tìm không thấy đường về, cho nên một mực bị vây ở chỗ này. Cũng chính là bởi vì như vậy, dẫn đến những cái này thụ ma tu vi đều rất cường đại, không có một cái nào yếu tại hạ phẩm thánh tôn. Các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào giới này? Đột nhiên, cầm đầu một gốc thụ ma gầm thét một tiếng, đầy trời cành hướng về Tiêu Phàm bọn họ quật mà đến. Nhìn thấy vô cùng vô tận cành quật mà đến, mọi người sắc mặt khẽ biến, ngược lại là Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, trong nháy mắt một điểm, một đạo kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Kim sắc hỏa diễm đón gió mà trưởng, giống như một vòng kim sắc thái dương, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Thụ ma cành toàn bộ bị đốt thành cho bụi, vây công bọn họ mấy chục cái cây ma, phát ra từng đợt thảm thiết gào thét cùng kêu rên, sau đó biến thành kiếp cho. Tiêu Phàm đọc lấy âm dương tạo hóa thú ký ức, biết rõ nơi này rất kỳ lạ, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Nơi đây tên là Nguyên Linh Thụ Hải, vô cùng có khả năng có bát tinh ma tôn, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nhắc nhở. Nguyên Linh Thụ Hải, đám người thở sâu, nhìn về phía nơi xa, từng mảnh cổ lâm kéo dài đến cuối chân trời, rất nhiều cổ thụ chui vào chân trời, thẳng tắp như kiếm. Chẳng lẽ, những cái này cổ thụ đều là dị ma? Nếu thật là dạng này, vậy cái này ma quật cũng quá kinh khủng. Tiêu Phàm biết rõ mảnh này cổ địa khủng bố, đây cũng là hắn không có để Tà Vũ bọn họ tới đây duyên cớ. Âm dương tạo hóa thú lúc trước ngẫu nhiên tiến vào Nguyên Linh Thụ Hải, người bị thương nặng hắn, giết không ít thụ ma, thôn vệ thụ ma tinh hoa, lúc này mới áp chế độc trong người tính. Nhưng là, cường đại như hắn, cuối cùng cũng bị thụ ma bước ra giới này, có thể nghĩ Nguyên Linh Thụ Hải khủng bố. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, như Diệp Thi Vũ nói tới, mảnh này cổ địa, vô cùng có khả năng ở thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, đừng nói bát tinh ma tôn. Chính là tồn tại thiên tôn cảnh ma tôn, cũng không gì đáng trách. Nếu như không phải thời gian cấp bách, tiếp qua mấy tháng hắn sắp tiến về táng tổ thiên mộ, Tiêu Phàm vì tăng tốc mở ra tinh lộ tốc độ, cũng sẽ không mang theo mọi người tới đây mạo hiểm. Lão đại, ngươi xem đây là cái gì? Tiểu Kim đột nhiên thấp giọng kinh hô, ngồi xổm ở một cái vũng nước nhỏ một bên. Đám người cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy tiểu trong vũng nước chảy xuôi theo một chút chất lỏng màu vàng. Giống như sữa hình, trong suốt, tản ra nồng nặc nguyên lực khí tức. Cái này tựa như là nguyên linh thụ nhũ, Lăng Phong thanh âm có chút run rẩy. Cái gì là nguyên linh thụ nhũ? Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được chất lỏng này bên trong thuần túy năng lượng ba động, đối thánh tôn cảnh trở lên tu sĩ tu luyện có lợi ích to lớn. Lăng Phong nhớ lại thái cổ thần hoàng ký ức, ngăn trở một lần ngôn ngữ nói, nguyên linh thụ nhũ. Chính là thụ ma sinh mệnh tinh hoa, theo ghi chép, thụ ma là dị ma bên trong một cái loại khác. Bọn chúng mặc dù lấy ma khí làm thức ăn, lấy ma khí tu luyện, nhưng bản thân đản sinh đồ vật, lại là thuần túy nguyên lực, thích hợp thái cổ thần giới tu sĩ tu luyện. Cũng chính là bởi vì như vậy, thụ ma bị dị ma vứt bỏ, bởi vì lâu dài trước kia, ma khí liền sẽ chậm rãi biến mất, nguyên khí là lại không ngừng gia tăng. Đã từng dị ma tìm kiếm nghĩ cách muốn tiêu diệt thụ ma, có thể thụ ma năng lực sinh sản cực kỳ cường đại, miễn cưỡng thu được một chút hy vọng sống, bất quá tình huống không thể lạc quan, bọn chúng ở thái cổ thời kỳ cuối, lân cận hồ diệt tuyệt. Sư tôn đã từng nói qua, hắn gặp qua thụ ma nhất tộc lão tổ, cái kia lão tổ thực lực mạnh mẽ, không thua sư tôn, chỉ là cũng chết ở thái cổ nhất chiến bên trong, từ đó thụ ma liền đã mất đi dựa vào. Diệp Thi Vũ lại bổ sung. Hoang cổ thời kỳ, thụ ma cũng rất ít xuất hiện tại thế gian, mà ở thời kỳ viễn cổ, thụ ma triệt để diệt tuyệt, bất quá không phải diệt bởi thái cổ thần giới tay, mà là chết ở dị ma trong tay. Những tin tức này, Tiêu Phàm thật đúng là không rõ ràng. Bất quá nghe được Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ lời nói, Tiêu Phàm lại là có một loại ý nghĩ, chiếu nói như vậy, thụ ma không nên thuộc về dị ma, mà là thuộc về thái cổ thần giới mới đúng, nhưng vì cái gì sẽ bị chia làm dị ma đây? Bởi vì ở thái cổ thời kỳ,
là lấy phương pháp tu luyện phân chia chủng tộc, thụ ma lấy ma khí tu luyện, tự nhiên là thuộc về ma tộc, cho nên mới mang theo thụ ma danh tiếng. Lăng Phong giải thích nói. Nói đến đây, Lăng Phong lại bổ sung một câu, dù sao, thụ ma là hai bên đều không lấy lòng. Kỳ thật chủ yếu nhất, là bởi vì thái cổ thần giới nhân tộc cùng yêu tộc trắng trợn đồ sát bọn chúng, đem bọn hắn ép về phía dị ma một phương, chân chính trên ý nghĩa mà nói, thụ ma xưng là thụ yêu thích hợp hơn. Diệp Thi Vũ lắc đầu. Tiêu Phàm gật đầu một cái, thụ ma hấp thu ma khí, sinh ra nguyên khí, bình thường mà nói, bọn họ hẳn là nhân tộc cùng yêu tộc phúc tinh mới đúng. Nhưng nhân tộc cùng yêu tộc tham lam, mạnh mẽ đem thụ ma ép về phía ma tộc một phương. Lão đại, ngươi xem cái này. Thí thần lại kinh ngạc kinh hô một tiếng. Mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt tiểu trong vũng nước, lại là phát hiện, bên trong có một gốc tiểu mầm non, đang nhanh chóng trưởng thành. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, cây giống liền vượt qua cao hơn 1 mét, chiếu tốc độ như vậy, không bao lâu, nó lại sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Hơn nữa, không chỉ là bọn hắn trước mặt cái này vũng nước nhỏ, những địa phương khác tiểu trong vũng nước, cũng có từng cây cây giống đang điên cuồng tăng trưởng. Thật là mạnh năng lực tái sinh, khó trách lúc trước gần như diệt tuyệt thụ ma, cuối cùng sinh sôi xuống tới. Diệp Thi Vũ sợ hãi thán phục hết sức. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào nguyên linh thụ hải. Cũng đúng lúc này, nơi xa một tiếng quát như sấm vang lên, ngay sau đó, đầy trời cổ thụ kiên quyết mà lên, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí kích xạ mà đến. Trong đó có mấy cỗ cường đại khí tức, để Tiêu Phàm đều vô cùng e dè. Cửu tinh ma tôn, Tiêu Phàm thở sâu, mí mắt một trận cuồng loạn. Hắn phát hiện, bản thân vẫn là xem thường thụ ma nhất tộc. Âm dương tạo hóa thú cũng vẻn vẹn chỉ là vận khí tốt, gặp được mạnh nhất thụ ma, cũng mới bát tinh ma tôn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, mấy trăm vạn năm sinh sôi, thụ ma nhất tộc lại làm sao có thể không có sinh ra cường giả đây. Đám người lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng về 4 phương 8 hướng, một khi tình huống không đúng, mấy người sẽ không chút do dự xông vào lỗ sâu. Oanh, đại địa run lên bần bật. Chỉ thấy một đầu đạt đến trăm trượng, trọn vẹn 10 người mới có thể bao bọc thụ ma rơi vào bọn họ cách đó không xa, một khuôn mặt người từ trên cành cây hiện ra. Cùng lúc đó, tính ra hàng trăm thụ ma giống như vệ sĩ một dạng đứng sừng sững tứ phương, đem nơi đây vây chật như nêm cối. Nhân tộc, yêu tộc, cầm đầu thụ ma mặt âm trầm hướng về Tiêu Phàm một chuyến, sát khí lạnh lẽo. Thất thánh lão, bọn họ giết chúng ta tộc nhân, giết bọn hắn. Một bên một cái khác khỏa thụ ma dày đặc khí lạnh hướng về Tiêu Phàm bọn họ, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Tiêu Phàm tay nắm lấy tu la kiếm, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Thất thánh lão, chẳng lẽ còn có lục thánh lão, ngũ thánh lão? Phải biết, cái này thất thánh lão cũng đã là cửu tinh ma tôn, có thể so với thượng phẩm pháp tôn A. Nếu thật là dạng này, cái kia thụ ma nhất tộc, chẳng phải là chỉ ít có 7 vị cửu tinh ma tôn cường giả. Lão Tam, sự tình có chút phiền phức a. Lăng Phong bí mật truyền âm, ngữ khí hết sức ngưng trọng. Tiêu Phàm lại như thế nào không biết đây, chỉ là, cứ như vậy rút đi, hắn lại như thế nào cam tâm. Các vị, chúng ta ngoài ý muốn xâm nhập nơi đây, liền rời đi. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, hắn cũng không nghĩ bản thân Diệp Thi Vũ bọn họ lâm vào trong nguy hiểm. Nghĩ đến liền đến, muốn đi liền đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Thất thánh lão lạnh rên một tiếng, mấy đầu cường tráng cảnh hóa thành lợi kiếm nộ xạ mà đến. Lui, Tiêu Phàm lại cũng không dám chậm trễ, trong nháy mắt biến thành tu la chi thể, tu la đệ thất biến thi triển mà ra, một kiếm hung hăng hướng về những cái kia cường tráng cảnh quét tới. Hồng hộc một tiếng, những cái kia cảnh toàn bộ bị Tiêu Phàm một kiếm chặt đứt, giống như chặt đứt một tờ giấy mỏng. Thất thánh lão tu vi mặc dù cường đại, nhưng thực lực của nó nhưng chỉ là có thể so với thông thường thượng phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm miễn cưỡng còn có lực đánh một trận. Tiêu Phàm trên một người phía trước, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra, thẳng hướng thất thánh lão. Hắn hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian, để Diệp Thi Vũ bọn họ mau chóng trốn vào lỗ sâu bên trong, lấy những cái này thụ ma hình thể, chưa hẳn dám đuổi theo. Dừng tay, nhưng mà... Cũng coi như Diệp Thi Vũ bọn họ chuẩn bị trốn vào lỗ sâu thời điểm, chân trời một tiếng quát như sấm truyền đến,
mấy cỗ khí tức càng mạnh mẽ gào thét mà tới. Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía, quả nhiên như hắn suy nghĩ, cây ma tộc còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ở những cái này cường đại khí tức bên trong, hắn ẩn ẩn cảm nhận được thiên tôn cảnh cường giả. Cũng may kia thiên tôn cảnh thụ ma cũng không có nhằm vào bọn họ, bằng không, vậy liền thật phiền toái. Còn lo lắng cái gì, đi mau. Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ bọn họ do dự, sắc mặt biến hóa. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã rất ít như thế cảm giác bất lực, đối mặt một cái thượng phẩm pháp tôn cường giả, hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng nếu là đối mặt 5-6 cái, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thi Vũ bọn họ lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng lỗ sâu bên trong bỏ chạy, có thể sau một khắc, để bọn hắn sắc mặt kịch biến chính là, lỗ sâu lối vào, có một gốc hơn 100 trượng cao thụ ma ngăn tại cái kia. Vô số rậm rạp chẳng chỉ cành sen lẫn thành một cái lưới lớn, vừa lúc chặn lại lỗ sâu cửa vào. Cùng ta giết đi qua, Lăng Phong không chút do dự hóa thành tổ thiên tà phượng, kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt hư không, thiêu đến cây kia ma không ngừng kêu thảm thiết. Hắn là thượng phẩm pháp tôn cảnh thụ ma không sai, có thể Lăng Phong dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả, hơn nữa cây trời sinh sợ lửa, chưa chắc là Lăng Phong đối thủ. Mau dừng tay, dừng tay, cái kia thụ ma bị thiêu đến không ngừng cầu xin tha thứ, có thể nó lại không có nửa điểm lui bước ý tứ, vẫn như cũ gắt gao ngăn trở lỗ sâu. Để cho chúng ta rời đi, ta liền dừng tay, Lăng Phong quát khẽ nói. Hắn nào dám dừng tay? Một khi bị lưu lại, bọn họ những người này đoán chừng đều phải chết ở chỗ này. Người tới thế nhưng là Tu La tộc bằng hữu. Lúc này, có một gốc đại thụ che trời bay vụt mà tới, lơ lửng tại hư không, cường đại khí tức ép tới người không thở nổi. Bất quá, đối phương lại là không có nhằm vào Tiêu Phàm bọn họ. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi sững sờ. Bằng hữu, thụ ma thế nhưng là ma tộc A, làm sao sẽ đem Tu La tộc người xưng là bằng hữu? Tiểu tử, mau dừng tay, chúng ta không phải đến giết các ngươi. Cái kia bị thiêu đến toàn thân đỏ chết thụ ma kêu to không thôi. Lăng Phong cũng nghe đến nơi xa cây kia cổ thụ lời nói, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ra hiệu Lăng Phong dừng lại, phòng bị nhìn xem trời cao đại thụ, không, chuẩn xác mà nói, đây không phải là một cái cây, mà là một căn gốc cây. Chỉ bất quá nó tráng kiện như cây, thậm chí so cây còn muốn lớn hơn một vòng. Che khuất toàn bộ thiên khung. Các hạ, chúng ta vô ý xâm nhập nơi đây, liền rời đi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nói ra lời này thời khắc, hắn giấu ở trong tay áo tay, lại là nắm thời không thiên châu, tùy thời đều chuẩn bị thôi động. Các hạ thi triển chính là Tu La cửu biến, thế nhưng là Tu La tộc Tiêu Phàm, Tiêu tộc trưởng. Trời cao gốc cây thản nhiên nói, ngưng tụ ra một tấm giả nua khuôn mặt. Ngươi biết ta? Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn biết rõ, mình cùng đối phương vốn không quen biết, nhưng đối phương chỉ một cái liền kêu ra tên của mình, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Quả nhiên là ngài, gốc cây vậy mà dùng tới kính xưng. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong đám người trên mặt lộ ra vẻ quái dị, bọn họ tất cả đều vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ Tiêu Phàm danh tiếng, đã vang vọng viễn cổ sao? Đã từng có một cái gọi là táng người nói qua, tương lai có một ngày. Tu La tộc tộc trưởng sẽ tiến vào nơi đây, chúng ta đã đợi ngài mấy trăm vạn năm. Gốc cây ngữ khí có chút kích động. Táng, Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn biết rõ táng, nhưng hắn không biết táng làm sao biết bản thân sẽ đến nơi này. Thở sâu, Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nói táng để cho các ngươi ở chỗ này chờ ta. Không sai, gốc cây gật gật đầu, năm đó, ta thụ ma nhất tộc gần như diệt tuyệt, là táng đã cứu chúng ta nhất tộc. Trả cho chúng ta lưu lại một giới, để cho chúng ta tự động sinh sôi. Lúc trước, người thụ ma nhất tộc, không phải cùng thái cổ thần giới là địch sao? Diệp Thi Vũ hầu nghi nói, hiển nhiên không quá tin tưởng gốc cây lời nói. Đã từng, ta thụ ma nhất tộc xác thực ghi hận thái cổ thần giới, nếu như không phải nhân tộc cùng yêu tộc đổ sát chúng ta cũng sẽ không phản chiến đối mặt. Gốc cây bất đắc dĩ thở dài. Dừng một chút. Nó lại nói, dù cho tới bây giờ, chúng ta cũng thống hận thái cổ thần giới, nhưng là, ở diệt tộc thời khắc, táng đã cứu ta thụ ma nhất tộc, hắn là tộc ta ân nhân, hơn nữa nhận hắn làm chủ. Hiện tại, chúng ta cũng không nghĩ tới cùng thái cổ thần giới trùng tu tại tốt, ta thụ ma nhất tộc,
chỉ tin tưởng chủ nhân mà nói, cũng chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Tiêu Phàm vẫn như cũ bán tín bán nghi, suy nghĩ một chút nói, táng để cho các ngươi ở chỗ này chờ ta làm cái gì. Mặc dù hắn không biết táng là làm thế nào biết cái này tương lai phát sinh sự tình, nhưng hắn từ trong đáy lòng kính sợ táng cường đại, đối phương cũng là tu la tộc tiền bối, tất nhiên sẽ không hại bản thân. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ, hắn chính mình là táng, không sẽ có cảm tưởng thế nào. Gốc cây do dự nửa ngày, hít sâu một cái nói, nhận ngươi làm chủ nhân. Nhận ta làm chủ nhân, Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc chỉ mình. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ bọn họ cũng lộn xộn, biểu tình vẻ kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ không tin bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, nhưng lúc này sự tình, không phải liền là bánh từ trên trời rớt xuống sao? Thụ ma nhất tộc cường đại, bọn họ thế nhưng là nhìn trong mắt, đây chính là có được mấy tôn thượng phẩm pháp tôn, thậm chí còn có thiên tôn cảnh cường giả a. Cường đại như vậy nhất tộc, nếu như gia nhập vô tận thần phủ hoàn toàn có thể tung hoành thái cổ thần giới, lại không địch thủ. Là, ta thụ ma nhất tộc, nhận Tiêu tộc trưởng làm chủ. Gốc cây hết sức khẳng định nói. Chờ chút, người để cho ta tiêu hóa một hồi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đã ngừng lại gốc cây lời nói, hắn làm sao cũng không tin, trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, đoạn thời gian trước, có một đầu âm dương tạo hóa thú xâm nhập giới này, vì sao các ngươi không giết chết hắn? Phải biết, thụ ma nhất tộc ngay cả thiên tôn cảnh cường giả đều có a, lại làm sao có thể giết không chết lúc ấy chỉ có hạ phẩm pháp tôn cảnh chiến lực âm dương tạo hóa thú đây? Lúc trước chúng ta đều đang ngủ say, cái kia âm dương tạo hóa thú xâm nhập, mới để cho chúng ta thức tỉnh. Gốc cây giải thích nói. Tiêu Phàm khẽ nhả ngụm chọc khí, trong lòng thầm than, âm dương tạo hóa thú thật đúng là tốt số, nếu là hiện tại xâm nhập, đoán chừng sống không được, chết không xong. Ta biết ngài khó có thể tiếp nhận, nếu như ngài tin tưởng ta, lão hủ mang ngài đi một cái địa phương, đến lúc đó ngài có lẽ sẽ giải thích khó hiểu. Gốc cây trầm ngâm mấy tức, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ nghe vậy, lập tức có chút nóng nảy. Vạn nhất cái này thụ ma nhất tộc đối Tiêu Phàm bất lợi, Tiêu Phàm lâm vào trong đó, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Ta với ngươi đi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Diệp Thi Vũ đám người, các ngươi về trước đi chờ ta. Nhìn thấy mấy người còn có chút do dự, Tiêu Phàm lập tức nghiêm mặt, nghe ta. Diệp Thi Vũ bất đắc dĩ, vừa vặn gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn xem gốc cây chờ thụ ma nói, nếu như ta phu quân thiếu một cái lông tơ. Ta nhất định diệt ngươi nhất tộc, nói được thì làm được. Phu nhân yên tâm, gốc cây đắng chát cười một tiếng, nếu như là người khác uy hiếp, nó đoán chừng đã sớm một nhánh đầu ném lên đi. Nhưng hắn có thể đã hiểu, Diệp Thi Vũ thế nhưng là Tiêu Phàm thê tử, bây giờ thụ ma nhất tộc nhận Tiêu Phàm làm chủ, nó lại còn dám đối Tiêu Phàm bất lợi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Diệp Thi Vũ bọn họ rời đi, nhìn thấy mấy người không thấy nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Phàm mới nói tiền bối, xin dẫn đường. Mời, gốc cây duỗi ra một đầu nhánh cây, để Tiêu Phàm đạp vào, sau đó đạp không mà lên, hướng về nguyên linh thụ hải chỗ sâu kích xạ đi. Tiêu Phàm quan sát nguyên linh thụ hải cảnh sắc, không khỏi kinh hãi trong lòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thụ ma, đoán chừng hàng ức. Hơn nữa, đại bộ phận thụ ma đều là thánh tôn cảnh trở lên tu vi, lực lượng như vậy. Nếu như đầu nhập chiến trường, cái kia phải kinh khủng bực nào. Mặt khác, Tiêu Phàm có một chút nghĩ không hiểu, cái này nguyên linh thụ hải cho dù là làm sao cuồn cuộn, theo lý thuyết, tài nguyên hẳn là có hạn, lại làm sao có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy đây. Gốc cây mang theo hắn phi hành một canh giờ, giáng lâm ở một mảnh mờ mịt lượn quanh sơn mạch chỗ sâu. Nơi này không có bất kỳ cái gì ma khí, có chỉ là một mảnh mênh mông biển hoa, giống như tiên cảnh. Lộng lẫy xa hoa. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, trong biển hoa, đứng sừng sững lấy một tòa đen như mực cung điện. Tu La Điện, Tiêu Phàm trong lòng kinh hô, cung điện này, vậy mà cùng hắn ban đầu ở chiến hồn đại lục nhìn thấy Tu La Điện giống như đúc, toàn thân đều là dùng mệnh ma thạch chế tạo. Cái này cần dùng bao nhiêu mệnh ma thạch, mới có thể chế tạo như thế cung điện nguy nga. Gốc cây ở bờ hoa hải ngừng lại, ngưng tiếng nói, Tiêu tộc trưởng, mời ngài. Tiêu Phàm gật gật đầu, giờ khắc này, hắn đã không còn hoài nghi gốc cây dụng tâm, ở trong này có thể nhìn thấy Tu La Điện,
hắn nội tâm đã cơ hồ triệt để tin tưởng. Hắn một mình phóng ra bước chân, đi đến cung điện trước mặt. Đại điện chi môn bên trên phủ đầy đường vân, Tiêu Phàm liếc thấy liền nhìn ra, cung điện này, chỉ có đặc thù huyết mạch mới có thể mở ra. Tu La kiếm run rẩy, trên cổ tay phương máu tươi bắn ra, chiếu xuống trên cửa. Chỉ một thoáng, phía trên đại môn đường vân tựa như sống lại, mấy tức về sau, đóng chặt mấy trăm vạn năm đại điện chi môn mở ra, một cỗ cổ lão khí tức đập vào mặt. Tiêu Phàm thở sâu, cất bước đi vào. Ở hắn đi vào về sau, đại điện chi môn ầm ầm đóng cửa, ngoại giới người, lại cũng không nhìn thấy bên trong tình hình. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng là bị đại điện bên trong cảnh sắc chấn động sợ nói không ra lời. Mênh mông đại điện, bên trong không gian so với hắn ngoại giới thấy phải lớn rất nhiều, giống như một cái tiểu thế giới. Nhưng mấu chốt là, tiểu thế giới này đồng dạng đại điện bên trong, trưng bày rực rỡ muôn màu vật phẩm, có vạn năm thần dược, có chân quý thần lưu, cũng có vô số đếm không hết cực phẩm nguyên tinh. Liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Cái này cỡ nào thiếu tài nguyên tu luyện, Tiêu Phàm cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Hắn thậm chí có loại mộng ảo cảm giác, đây quả thật là Táng lưu lại cho mình đến. Táng vì sao muốn dạng này đối với mình? Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét sạch mà ra, sao chỉ một thoáng, hắn ánh mắt bị mấy loại quý hiếm vật liệu hấp dẫn. Hoàng huyết xích kim, tinh thần tử kim, vô ngân bí kim. Tiêu Phàm toàn thân đều đang run rẩy. Phải biết, đây chính là thái cổ thần giới năm đại nghịch thiên thần kim ba loại, bây giờ trong thiên hạ đoán chừng cũng rất khó tìm một loại. Mà ở trong đó, vậy mà có được ba loại. Hưu, Tu La kiếm thoáng hiện mà ra, không ngừng chiến minh, tựa như gặp được mỹ vị đồ ăn một dạng. Đi thôi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, bây giờ Tu La kiếm đã không kém gì bát tinh tôn giai pháp bảo, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như luyện hóa ba loại này nghịch thiên thần kim, sẽ đạt tới tầng thứ gì. Bây giờ, năm đại nghịch thiên thần kim, Tiêu Phàm chỉ có thái sơ hắc kim chưa từng thấy qua. Mà thái sơ hắc kim, cũng là huyết sắc thạch môn nhường hắn tìm kiếm đồ vật. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ở đại điện bên trong đi một vòng, trừ bỏ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Táng là đem đã từng thái cổ thần giới rời trống sao. Tiêu Phàm khóe miệng một trận co rúm. Nhiều tài nguyên như vậy, đừng nói bây giờ thái cổ thần giới, chính là thiên hoang, cũng không khả năng tìm tới nhiều như vậy a. Phần lễ vật này quá trọng hậu, Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn không biết, Táng vì sao sẽ tiêu phí giá lớn như vậy, thu thập nhiều như vậy bảo vật đưa cho chính mình. Nhưng là, có được những cái này bảo vật, Tiêu Phàm tin tưởng, vô tận thần phủ tất nhiên có thể phát sinh bay vọt về chất. Tiêu Phàm ngừng chân ở đại điện phía trước nhất một tấm trên bàn ngọc, đột nhiên phát hiện, trên bàn ngọc trưng bày một hạt châu, a, đây là. Hắn nắm lên hạt châu, thôi động thời khắc, hạt châu đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Táng, mặc dù hư ảnh rất mơ hồ, nhưng Tiêu Phàm vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Ta từng hao hết sinh mệnh phỏng đoán, người có thể đi đến nơi này, giải thích khoảng cách Táng tổ thiên mộ mở ra không xa. Có lẽ trong lòng ngươi rất nghi hoặc, nhưng là, miễn là ngươi tiến vào Táng tổ thiên mộ, có thể có được tất cả đáp án. Táng hư ảnh nói xong đoạn văn này, liền tan thành mây khói. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đây chỉ là Táng lưu lại một đoạn hình ảnh mà thôi, cho dù hắn mở miệng, cũng hỏi không đến cái gì. Chỉ là, tinh tế phẩm vị câu nói này, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, Táng hao hết sinh mệnh phỏng đoán. Chẳng lẽ, hắn đã chết? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trong mắt hắn, Táng là hắn trưởng giả, cũng là một cái đáng giá tôn kính người. Hơn nữa, Táng thực lực khẳng định đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, dạng người này, như thế nào lại chết đây? Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng hết sức trầm trọng, bất quá rất nhanh lại trấn phấn tinh thần, Táng tổ thiên mộ sao? Ta sẽ đi. Chờ đợi thật lâu, Tu La kiếm đem ba loại nghịch thiên thần kim thôn phệ, mặc dù còn không có luyện hóa, nhưng là lại đột phá một cái phẩm giai. Tiêu Phàm rất chờ mong, Tu La kiếm tương lai sẽ đạt tới tầng thứ gì. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm lần nữa đi ra đại điện. Lấy tay vung lên, Tu La điện lập tức phụt nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hắn thu vào thể nội thế giới. Bái kiến chủ nhân, đột nhiên,
biển hoa bên ngoài truyền đến một trận quát to, lại là gốc cây mang theo vô số thụ ma nhất tộc cường giả, cung kính quỳ rạp trên đất. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, mọi người đều đứng lên đi. Là, chủ nhân, gốc cây dẫn đầu đứng lên, vô cùng cung kính nói. Các ngươi đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta phủ chủ a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Thụ ma nhất tộc, chỉ nhận chủ nhân, gốc cây 10 điểm cố chấp. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn cũng biết, thụ ma nhất tộc đối thái cổ thần giới không có hảo cảm gì, bọn họ sở dĩ nhận bản thân, cũng là bởi vì táng nguyên nhân. Tùy cho các ngươi a. Tiêu Phàm cũng không muốn xoắn suýt vấn đề này, sau đó nói cho ta một chút thụ ma nhất tộc tình huống cụ thể a. Là, chủ nhân, gốc cây cung kính đáp, sau đó tinh tế cùng Tiêu Phàm giảng thuật thụ ma nhất tộc tình huống. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cũng là kích động không thôi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thụ ma nhất tộc, vậy mà khoảng chừng 3 vị thiên tôn, 9 vị thượng phẩm pháp tôn cảnh cường giả. Trong đó trung phẩm pháp tôn cảnh, càng là bao lớn 38 cái, hạ phẩm pháp tôn cảnh hơn 160 cái. Bọn chúng sở dĩ có thể sống đến bây giờ, đều là bởi vì từ thời kỳ viễn cổ liền lâm vào ngủ say cùng ngủ đông, nếu như không phải âm dương tạo hóa thú đại náo nguyên linh thụ hải, bọn chúng đoán chừng còn chưa kịp thức tỉnh. Thật lâu, Tiêu Phàm mới bình tĩnh trở lại, thụ ma thực lực tổng hợp, dĩ nhiên không bằng thiên hoang, nhưng đặt ở thái cổ thần giới, đã đủ để quét ngang hết thảy. Mấu chốt là, thụ ma nhất tộc nguyên tôn cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể, nếu như không phải nguyên linh thụ hải tài nguyên có hạn, bọn chúng đoán chừng sớm liền sinh ra càng nhiều cường giả. Mảnh này thiên địa quá nhỏ, gốc cây cuối cùng thở dài. Nó thân làm thụ ma nhất tộc đại thánh lão, cũng là người mạnh nhất, thiên tôn cảnh đỉnh phong tu vi, sớm tại thời kỳ viễn cổ, liền đầy đủ dạng này thực lực. Tiêu Phàm nhìn qua phía dưới vô cùng vô tận thụ ma, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hồi lâu mới nói các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta rời đi. Chẳng qua hiện nay đại kiếp sắp tới, tùy thời đều có thể có tử vong. Ta thụ ma nhất tộc cũng không sợ hãi cái chết, gốc cây lắc đầu, chúng ta sợ hãi là, người một nhà từ phía sau lưng cắm đao. Năm đó, bọn họ đứng ở thái cổ thần giới một phương, vì nhân tộc cùng yêu tộc cung cấp vô số nguyên khí tu luyện, có thể nhân tộc cùng yêu tộc tham lam, chém giết bọn họ chiếm lấy nguyên linh thụ nhũ. Đến mức đem thụ ma bức bách đến ma tộc một phương, mà ma tộc cũng dễ dàng tha thứ không xuống bọn chúng nhất tộc. Mỗi khi chiến đấu bộc phát, thụ ma nhất tộc tất nhiên sẽ biến thành pháo hôi, tử thương thảm trọng. Bọn chúng phục sinh cùng năng lực sinh sản dĩ nhiên cường đại, thế nhưng không chịu nổi chiến tranh từ tàn phá, cuối cùng gần như diệt tộc. Chỉ cần có ta ở đây một ngày, dạng này sự tình, vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh. Tiêu Phàm bảo đảm nói. Dừng một chút, hắn lại nói, bây giờ thái cổ thần giới dị ma xâm lấn, ma khí che khuất bầu trời. Đối thái cổ thần giới mà nói, là một trận tai nạn, nhưng đối với người thụ ma nhất tộc mà nói, lại là một lần cơ duyên. Đương nhiên, nếu như các người nguyện ý giáng lâm thái cổ thần giới, đôi kia ta vô tận thần phủ mà nói, cũng là một trận tạo hóa. Thụ ma nhất tộc có thể thôn phệ ma khí, sinh ra nguyên khí, nếu như khả năng đủ xuất hiện ở vô tận thần phủ, tất nhiên có thể làm cho vô tận thần phủ nguyên khí tăng lên mấy lần. Đến lúc đó, vô tận thần phủ tất nhiên sẽ liên tục không ngừng tạo nên vô số cường giả. Chúng ta nghe chủ nhân, gốc cây do dự một chút, cuối cùng đáp ứng Tiêu Phàm đề nghị. Tốt, 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 Tiêu Phàm kích động nói liên tục 3 tiếng tốt, có thể nghĩ hắn thời khắc này kích động. Mặc dù thụ ma nhất tộc nhận hắn làm chủ, nhưng hắn cũng không thể bức bách bọn chúng, bây giờ bọn chúng có thể đáp ứng, đó là không thể tốt hơn nữa. Ta nghĩ lần nữa mở ra một đầu tinh lộ, nối thẳng thiên hoang, có đại thánh lão tọa trấn nguyên linh thụ hải, ta an tâm. Tiêu Phàm lại nói một câu. Chủ nhân muốn liên thông thiên hoang, gốc cây kinh ngạc nói, trong giọng nói đều là vẻ lo âu. Thái cổ thần giới dị ma mặc dù nhiều, nhưng thực lực quá yếu, tài nguyên quá ít, không đủ để vô tận thần phủ nhanh chóng trưởng thành, chỉ có ma quật mới có thể để cho bọn họ phát triển nhanh hơn lên, đại kiếp sắp tới. Thời gian không nhiều lắm. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nói. Thời gian cấp bách, từng phút từng giây, đều là tất tranh. Thiên hoang đều là chút hạng người ham sống sợ chết, năm đó bỏ qua thái cổ thần giới, ở trách một góc nhỏ, bọn họ nguyện ý giúp thái cổ thần giới sao?
gốc cây hỏi. Mặc dù bọn họ bị nhốt nơi này, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có người xâm nhập nguyên linh thụ hải, bởi vậy bọn họ đối chuyện ngoại giới cũng có hiểu biết. Chỉ phải có đầy đủ lợi ích, bọn họ sẽ nguyện ý, hơn nữa, lần đại kiếp nạn này, thiên hoàng cũng không thể chỉ lo thân mình, nếu như thái cổ thần giới cường đại, nói không chừng bọn họ sẽ còn cầu chúng ta đây. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đối thiên hoàng, hắn trong xương cốt không có nửa điểm hảo cảm. Chủ nhân buông tay đi làm, ta thụ ma nhất tộc phái ra 9 vị thánh lão giúp ngươi. Gốc cây nghĩ nghĩ, làm một cái quyết định. Tiếp xuống có thể muốn vất vả các ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn chia ra một bộ linh hồn phân thân bước vào lỗ sâu, mà chính hắn liền tiếp tục cố định lỗ sâu cửa vào. Thời gian cấp bách, lại có hơn 3 tháng thời gian, bọn họ nhất định phải tiến vào táng tổ thiên mộ. Bất quá hắn quan sát một lần thời không cổ la bàn, đại khái đánh giá một chút, 3 tháng thời gian, hẳn là đủ để câu thông vạn thánh vân giới. Thời gian 1 tháng, Tiêu Phàm đem lỗ sâu cố định ở nguyên linh thụ hải một cái địa phương, đồng thời, ở thụ ma trợ giúp phía dưới, một tòa minh mông thành chỉ kiên quyết mà lên. Thí thần, Diệp Thi Vũ bọn họ lần nữa đến chỗ này, khi bọn hắn biết được thụ ma nhất tộc nhận Tiêu Phàm làm chủ lúc, cũng là kích động không thôi. Có thụ ma nhất tộc gia nhập, bây giờ vô tận thần phủ, có thể nói là chưa từng có cường đại. Một tháng này, bọn họ bố trí vô số trận pháp, để lỗ sâu thông đạo vững như thành đồng vách sắt. Phu quân, chúng ta đánh giá một chút, lỗ sâu hai bên thời gian là nhất trí, mà ở lỗ sâu bên trong mặc dù hao tốn một tháng, nhưng ngoại giới vẻn vẹn đi qua một canh giờ. Diệp Thi Vũ ngưng tiếng nói. Một canh giờ, Tiêu Phàm có chút trợn mắt hốc mồm. Nói như vậy, từ thái cổ thần giới đến nguyên linh thụ hải, nhiều nhất 2 ngày thời gian. Hẳn là còn có thể càng nhanh, Bắc thần tinh hồn bố trí trận pháp quá thân thiết tập, vượt qua tinh thần quá ngắn, quay đầu ta có thể rút ngắn gấp 10 lần thời gian, hẳn là 3 canh giờ liền có thể đến nguyên linh thụ hải. Diệp Thi Vũ giải thích nói. Còn có gần 2 tháng, Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư. Nếu như có đầy đủ tài nguyên, 1 tháng là đủ rồi. Diệp Thi Vũ lời thề son sắt nói. Có được vô trần bí điển nàng, nắm giữ trận pháp, xa so với bác thần tinh hồn còn cường đại hơn. Tài nguyên không sợ, người cứ việc đi làm, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Bây giờ chiếm được vô số bảo vật, bố trí mấy cái truyền tống trận mà thôi, với hắn mà nói, nhất định chính là mưa bụi. Tiếp xuống lại tốn thời gian 1 tháng, bọn họ đã thông hướng vạn thánh vân giới thông đạo. Khi bọn hắn bước vào vạn thánh vân giới một khắc này, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu như lâm đại địch, nhưng mà nhìn thấy là Tiêu Phàm thời khắc, lại là kinh ngạc không thôi. Các chủ, ngài không phải đang thái cổ thần giới sao? Lục Bá Hậu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một chuyến. Tiêu Phàm đem mở ra tinh lộ sự tình cùng bọn hắn nói đơn giản một lần, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hoàn toàn sợ ngây người. Về sau chúng ta cũng có thể tiến về thái cổ thần giới. Trương Văn Cẩn kinh nghi bất định. Không, các ngươi còn phải tiếp tục ở lại đây. Tiêu Phàm lắc đầu, tiếp xuống một đoạn thời gian, còn cần các ngươi phối hợp. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại đem bản thân kế hoạch thuật lại một lần, vô tận thần phủ người, muốn thông qua thiên hoang tiến vào các đại ma quật lịch luyện, cũng không thể tránh đi vạn thánh vân giới. Yên tâm, ta sẽ tìm quân Bách Nhẫn nói, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Trương Văn Cẩn cười cười. Vì sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hắn đều không ôm hy vọng quá lớn, có thể Trương Văn Cẩn lại chắc chắn như thế, nhưng hắn làm sao không nghi hoặc. Việc này cùng các chủ có quan hệ lớn lao, Trương Văn Cẩn vuốt râu một cái, ý vị thâm trường cười cười. Đừng thừa nước đục thả câu, Tiêu Phàm tức giận nhìn Trương Văn Cẩn một cái, ra vẻ tức giận quát lớn. Lần trước tiến về thần chiến cổ địa, ngươi không phải diệt mấy cái thánh tử thánh nữ sao? Lục Bá Hậu là người nóng tính, nói ra, những cái kia thánh tử thánh nữ thân phận có thể không thấp, bọn họ chết về sau, thái nhất thánh giới tức giận, bắt đầu chinh phạt các đại ma quật. Hiện tại, thiên hoang thế nhưng là đỉnh lấy rất lớn áp lực, hơn nữa tử thương thảm trọng, bọn họ có thể ước gì chúng ta người, có thể giúp bọn hắn đây. À, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, nguyên bản hắn còn nghĩ đến nhiều cung cấp một chút thần đan cho thiên hoang, để thiên hoang nhượng bộ. Nhưng hiện tại xem ra, hình như là thiên hoang muốn cầu trợ bản thân a. Nếu như nói tốt, có lẽ còn có thể kiếm lời một đợt.
Trương Văn Cẩn rất khó chịu Lục Bá Hậu đem mình lời nói ra, thiên hoang hai cái này thời đại, thế nhưng là tranh đoạt không ít tài nguyên, vừa vặn chúng ta cũng thiếu một chút linh dược. Đến lúc đó, chúng ta có thể giá thấp mua sắm thiên hoang thần dược, sau đó luyện chế thành đan dược, giá cao bán cho bọn họ, cái này chủ ý không sai. Tiêu Phàm cười cười, sự tình so tự suy nghĩ một chút thuận lợi nhiều, sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, nếu như vạn thánh vân giới có cái gì nguyên tôn cảnh thiên tài, mấy ngày nay để bọn hắn tiến về vô tận thần phủ. Các chủ, có thể có đại động tác gì? Trương Văn Cẩn ánh mắt sáng lên. Ngươi cứ việc tìm người chính là, tu vi quá thấp cũng không cần. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều. Tiêu Phàm, ngươi không phải là muốn để vạn thánh vân giới người cũng tiến vào táng tổ thiên mộ à? Tà Vũ bí mật truyền âm nói, táng tổ thiên mộ nguy hiểm không biết, cũng không phải người càng nhiều càng tốt. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng rơi vào trong trầm tư. Hắn ngược lại là quên đi, táng tổ thiên mộ, thế nhưng là trong thiên địa mấy đại hung địa một trong, cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Vạn nhất nếu là chết ở bên trong, cái kia có thể gặp phiền toái. Ta nhớ được Quân Bách Nhẫn nói qua, tiến vào bên trong, chỉ cần có thể sống sót đi ra, lại không ra sao cũng sẽ đột phá pháp tôn cảnh, bên trong nguy hiểm hẳn rất nhỏ, hơn nữa, chúng ta so thiên hoang cùng dị ma sớm 3 tháng đi vào, gặp không được bọn họ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, cái gọi là nguy hiểm, hẳn là chủ yếu nhất là đến từ dị ma một phương, dù sao, không chỉ có thái nhất thánh giới người sẽ đi vào, dị ma ngoài ra còn có mười mấy giới, đoán chừng cũng sẽ phái người đi vào. Sớm 3 tháng mà nói ngược lại là có thể thử một lần, hơn nữa, ta nghe sư tôn nói qua, pháp tôn cảnh trở lên tu vi, là không vào được táng tổ thiên mộ, cho nên cũng không cần lo lắng bị cường giả vây công. Tà Vũ nâng cằm lên nói, pháp tôn cảnh không thể đi vào, còn có dạng này thuyết pháp. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn trong bóng tối may mắn bản thân không có đột phá pháp tôn cảnh A, bằng không, bản thân chẳng phải là bạch bận rộn. Hơn nữa, Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần, Diệp Thi Vũ bọn hắn cũng đều chỉ là thượng phẩm nguyên tôn, đều đầy đủ tiến vào táng tổ thiên mộ tư cách. Táng tổ thiên mộ cửa vào quy tắc, sẽ bài xích pháp tôn cảnh người, bất quá ở bên trong đột phá pháp tôn cảnh, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tà Vũ giải thích nói. Những chuyện này, hắn cũng là từ 4 vị tà vương nơi đó hiểu được, bọn họ nhưng là chân chính từng tiến vào táng tổ thiên mộ người. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, còn có một chút, táng tổ thiên mộ bên trong cũng có một chút cường đại sinh linh, người nếu như mang quá yếu người đi vào, khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, vấn đề này, hắn xác thực không nghĩ quá nhiều, hiện tại xem ra, đến lúc đó đi vào trước đó, còn phải đem trong đó lợi hại cùng đám người nói một lần. Người sợ chết, cũng không tất yếu tiến vào táng tổ thiên mộ. Cơ hội, vĩnh viễn là lưu cho tất tranh người. Trương Văn Cẩn, Lục Bá Hậu, thiên hoang sự tình, các ngươi nói. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, lão đại, đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn câu thông, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy một cái không giống nhau vô tận thần phủ. Lăng Phong hơi sững sờ, bất quá vẫn gật đầu tốt. Hắn nguyên bản còn muốn đi theo Tiêu Phàm bọn họ tiến vào táng tổ thiên mộ, có thể Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ hết sức phối hợp. Tiêu Phàm ở Vạn Thánh Vân giới dừng lại mấy ngày, mang theo Lăng Phong quen thuộc một ít chuyện, lúc này mới phản hồi Thái Cổ Thần giới. Lăng Phong cũng biết mình không cách nào tiến vào táng tổ thiên mộ sự tình, đành phải toàn tâm toàn ý đắm chìm trong vô tận thần phủ phát triển bên trên. Tiêu Phàm đã làm xong tất cả chuẩn bị, đánh tốt rồi nội tình, hắn đối vô tận thần phủ tương lai cũng tràn ngập lòng tin. Mà Tiêu Phàm lại là lần tiến vào bế quan bên trong, rèn luyện vô thượng kim thân, về phần tu vi, trong thời gian ngắn muốn đột phá hạ phẩm pháp tôn, đoán chừng cũng không phải sự tình đơn giản. Thời gian một tháng chớp mắt liền qua, một ngày này, vô tận thần phủ mấy trăm tu sĩ tề tụ vô tận thần phủ, những người này, đều là nguyên tôn cảnh tu vi. Không chỉ có vô tận thần phủ người, cũng có vô trần thiên cung, thụ ma nhất tộc, cùng vạn thánh vân giới người, cơ hồ tề tụ trung kiên nhất lực lượng. Những ngày qua, Thái Cổ Thần giới mặc dù sát phạt không ngừng, nhưng tương đối mà nói, đã là khó được yên tĩnh. Tiêu Phàm đem vô tận thần phủ giao cho Lăng Phong cùng Tử Như Huyết, ngược lại cũng không cần lo lắng. Dù sao còn có thụ ma nhất tộc nhị thánh lão tọa chấn, hắn thế nhưng là thiên tôn cảnh cường giả,
cơ hồ vô địch tại thái cổ thần giới. Mặt khác, còn có 8 vị thụ ma nhất tộc thượng phẩm pháp tôn cường giả đóng giữ bát phương, vô tận thần phủ cơ hồ là thùng sắt một khối, bình thường đạo trích lại còn dám xâm phạm. Hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, chắc hẳn các ngươi cũng biết sau đó phải tiến về nơi nào. Tiêu Phàm đứng ở quảng trường phía trước nhất, lãnh đạm ánh mắt đảo qua toàn trường, hiện tại rời khỏi còn kịp, nghĩ rời khỏi người, lùi sau một bước. Mấy trăm tù sĩ ánh mắt kiên nghị, mỗi người cũng đứng thẳng tắp, không có người nào di chuyển bước chân. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, dạng này vô tận thần phủ, mới là hắn nghĩ muốn. Lão đại, nơi này tất cả, liền giao cho ngươi. Tiêu Phàm trịnh trọng nhìn xem Lăng Phong nói. Yên tâm, người ở, vô tận thần phủ ở. Lăng Phong trầm giọng nói. Tiêu Phàm cũng không do dự, lấy ra táng tổ thiên mộ tư cách lệnh, hoa vạn giới đã nói cho hắn chạy phương pháp. Theo bản nguyên chi lực tràn vào tư cách lệnh bên trong, chỉ một thoáng, tư cách lệnh phía trên đường vân sống lại, tản ra một cổ khí tức cường đại. Thiên khung phía trên, mây đen dày đặc, lôi đình quay cuồng, dường như xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ một dạng. Ngay sau đó, một cái mênh mông vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời, thông hướng một chỗ nơi chưa biết. Một cỗ mãng hoang chi khí mãnh liệt mà đến, đám người thần sắc run lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, toàn thân phát lạnh. Đi vào, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng. Mấy trăm tu sĩ cùng nhau đạp không mà lên, hướng về trong vòng xoáy bay đi. Vẻn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, mấy trăm tu sĩ liền biến mất ở vòng xoáy bên trong. Tiêu Phàm nhìn tứ phương một cái, cũng dứt khoát bước vào vòng xoáy bên trong. Chỉ chốc lát sau, vòng xoáy biến mất, mây đen tán đi, thiên địa khôi phục thanh minh, dường như cái gì đều không phát sinh một dạng. Chờ các ngươi yên ổn trở về, Lăng Phong nhìn qua vòng xoáy biến mất phương hướng, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị hết sức. Tiêu Phàm một nhóm bước vào thông hướng táng tổ thiên mộ vòng xoáy thông đạo, dường như vượt qua thời không thông đạo đồng dạng, xuyên việt vô số cái thế giới. Mấy ngày sau, đám người từ trong một vùng hư không rơi xuống mà ra, một cỗ mãng hoang chi khí đập vào mặt. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, mấy trăm tu sĩ đứng ở sau lưng hắn, cẩn thận quan sát cái thế giới xa lạ này. Đây là một mảnh cổ lão mặt đất bao la, cuồn cuộn bao la hùng vĩ, rất nhiều cổ thú gào thét, tản ra khí tức đáng sợ, đều là rất nhiều biến mất dị chủng. Bây giờ ở thái cổ thần giới, sớm đã tuyệt tích. Cổ thụ che trời, ngưng tụ thành một mảnh lâm hải, lan tràn hướng cuối chân trời. Tiêu Phàm nhắm hai mắt cảm ứng, thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, như là sấm nổ, thế giới này, dường như cùng hắn có loại huyết mạch cộng minh cảm giác. Hắn tròng mắt hướng về một cái phương hướng, dường như nơi đó có cái gì đồ vật đang triệu hoán hắn. Mọi người dựa theo kế hoạch lúc trước, chia 10 chi đội ngũ, 3 tháng tập hợp. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, mấy trăm tu sĩ trong nháy mắt chia làm 10 chi đội ngũ. Chính hắn mang theo một chi đội ngũ, mặt khác. Tiêu Phàm từ quang môn bên trong phóng ra, lập tức một cỗ hung lệ chi khí đập vào mặt. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem đến Tiêu Phàm, ánh mắt sáng quắc hướng về trời cao yêu thú. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu trăm trượng yêu thú điên cuồng công kích tới trận pháp, hắn toàn thân đen kịt, toàn thân phủ đầy đen nhánh lân giáp, tản ra u quang. Nó mọc ra 6 cánh, mỗi cánh đều giống như thiên đao, hết sức hung lệ cùng lăng lệ, có thể tùy tiện chảm phá hư không. Một đôi con mắt màu vàng óng, giống như hai khỏa mặt trời, rực rỡ ngời ngời, để người không dám nhìn thẳng. Nhất là một đôi kia móng vuốt, dị thường lăng lệ, để người kiêng kỵ vạn phần. Chúng ta cũng không biết hắn là cái gì dị chủng yêu thú, bất quá nó thực lực quá biến thái. Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười một tiếng. Lấy hắn thực lực, đại bộ phận trung phẩm pháp tôn đều chưa hẳn là hắn đối thủ, nhưng hắn tăng thêm nhiều người như vậy, còn có Diệp Thi Vũ tự mình bày trận, vậy mà không áp chế nổi đối phương. Cái này khiến hắn có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Đấu chiến thánh tộc truyền thừa ở đâu? Tiêu Phàm hỏi. Ở bên trong thung lũng kia, nơi đó có một chỗ cổ mộ, cái này dị thú liền trấn thủ ở cổ mộ bên trong. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng quắc hướng về sơn cốc xa xa. Ở không có giải quyết cái này dị thú trước đó, hắn cũng không dám tự tiện tiến vào cổ mộ bên trong. Ta tới đối phó cái này lục xí ma bằng, người đi tìm kiếm truyền thừa. Tiêu Phàm đoan cơ quyết đoán.
Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu một cái, hắn đối Tiêu Phàm thực lực tự nhiên là sẽ không hoài nghi, đây chính là liền thượng phẩm pháp tôn đều có thể một trận chiến biến thái, không phải hắn có thể so. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được đấu chiến thánh tộc truyền thừa, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhận là sẽ không thua Tiêu Phàm bao nhiêu. Lão Tam, người biết cái này dị thú địa vị. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên quái dị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Lục Xí Ma Bằng, nói, đây là thái cổ long bằng dị chủng, thiên phú kinh người, sớm tại viễn cổ thời kỳ liền đã diệt tuyệt. Thái cổ long bằng hậu duệ. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc, sau đó do dự một chút nói, nếu như có thể hay không tha cho hắn một mạng. Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, sau đó đột nhiên minh bạch cái gì, người nghĩ hàng phục nó. Loại này dị chủng yêu thú, kiêu ngạo bất tuần, cũng không phải có thể tùy tiện hàng phục. Ta nếu lấy được đấu chiến thánh tộc truyền thừa, có lẽ có thể thử một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu con ngươi kiên định nói. Tốt, ta tận lực cuốn lấy hắn. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Mặc dù cái này với hắn mà nói là một nan đề, nhưng huynh đệ mình nói lên ý nghĩ, Tiêu Phàm bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đi thực hiện. Huống hồ, nếu quả thật có thể hàng phục Lục Xí Ma Bằng, đối Nam Cung Tiêu Tiêu mà nói, cũng là một loại chiến lực tăng lên. Ngay sau đó, Nam Cung Tiêu Tiêu hướng về sơn cốc bên trong bay đi. Tiêu Phàm đạp không mà lên, xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Phu quân, cái này đại bàng rất mạnh, ta không kiên trì được bao lâu. Diệp Thi Vũ đắng chát cười một tiếng, nàng thúc giục tứ cấm phong thiên bia, vậy mà không áp chế nổi Lục Xí Ma Bằng, cũng vì Lục Xí Ma Bằng thực lực mà kinh ngạc. Ta đi chiếu cố nó. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó cấp tốc bước vào trận pháp bên trong. Lục Xí Ma Bằng nhìn thấy có người vậy mà bước vào đại trận, hung tính nổi lên, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, đem Tiêu Phàm bao vào. Nó lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, khóe miệng lộ ra hí ngược nụ cười. Nhưng mà một khắc sau, nó bỗng trợn to hai mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Tiêu Phàm không chút tổn hao nào từ trong biển lửa đi ra, những cái kia hỏa diễm. Tức thì bị hắn đầu vai một tấm hỏa diễm mặt người nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Sảng khoái, vô tận chi hỏa vui sướng giống to, ngốc đại cá tử, lại đến. Lệ, Lục Xí Ma Bằng triệt để tức giận rồi, sáu cánh mở ra, vô cùng vô tận lưỡi đao hóa thành một mảnh đao giới nộ sát mà đến. Toàn bộ hư không trong nháy mắt trở thành bạo loạn hết sức, khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Tiêu Phàm cũng không dám kéo lớn. Không chút do dự thi triển Tu La Cửu Biến Đệ Thất Biến, cường đại nhục thân, hoàn toàn không kém gì vô thượng kim thân đệ tứ đoán. Đinh đinh đang đang, hư không phát ra từng đợt bén nhọn va chạm thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, khủng bố tới cực điểm. Quả nhiên rất mạnh, thực lực không thua thượng phẩm pháp tôn, muốn cuốn lấy nó, sợ là muốn dốc hết vốn liếng. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Nếu như chỉ là một trận chiến, hắn ngược lại không sợ hãi. Nhưng nếu là cuốn lấy đối phương, độ khó thế nhưng là đề cao gấp bội. Kiếm phệ, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, đầy trời kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra, hướng về đao giới đánh tới. Oanh một tiếng nổ vang, tứ cấm phong thiên bia bị đánh bay, Diệp Thi Vũ lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hết sức khó coi. Cùng lúc đó, năng lượng cuồng bạo chấn động quét ngang bốn phương tám hướng, vô số sông núi vỡ nát, bụi bặm che khuất bầu trời. Có ý tứ, vậy mà tìm tới mạnh mẽ như vậy giúp đỡ. Lục Xí Ma Bằng mở miệng nói tiếng người, con người bên trong lộ ra vẻ nghiêm túc, một cỗ cường đại áp lực hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Người biết nói chuyện, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Người vũ nhục bản tôn, Lục Xí Ma Bằng tức giận rồi, hắn thế nhưng là thái cổ long bằng dị chủng, thiên phú còn ở hắn phía trên, nếu như ngay cả nói chuyện cũng không biết, lại làm sao có thể đột phá cảnh giới cỡ này. Nhưng cái này nhân tộc run rế, lại dám vũ nhục bản thân, cái này khiến nó làm sao không giận. Tiêu Phàm sững sờ, trong lòng có chút phiền muộn. Ta liền là kinh ngạc một lần, làm sao lại vũ nhục ngươi? Ta huynh đệ muốn ngươi làm hắn tọa kỵ, ngươi suy tính một chút. Tiêu Phàm nói. Chết, lời này, triệt để chọc giận Lục Xí Ma Bằng, nó chính là thế gian thiên phú cao cấp nhất yêu thú một trong, lại làm sao có thể làm người tọa kỵ. Cái này nhân tộc. Đáng chết, chỉ một thoáng, trên người hắn chán phóng vô số quang hoa, giống như sán lạn ngời ngời tinh hà rơi xuống,
sau đó hóa thành ngôi sao đầy trời rơi đập mà xuống, như bẻ cành khô. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hiển nhiên, lục xí ma bằng làm thật. Hắn nơi nào còn dám do dự, trực tiếp dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, một kiếm nổi giận chém mà ra, toàn bộ thương khung đều bị xé thành hai nửa. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, Tu La kiếm thôn vệ ba loại nghịch thiên thần kim, có vẻ như lại mạnh lên, đoán chừng không kém gì bình thường bán tổ chí bảo. Những cái kia tinh thần còn chưa tới gần hắn, liền bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành từng mảnh năng lượng quang hoa biến mất. Đồng thời, hắn lấn người mà tiến, một kiếm lại một kiếm chém ra, hư không máu tươi chảy ra, vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát lấy lục xí ma bằng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lui ra phía sau, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn lăng không mà đứng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, con người giống như thiểm điện, lạnh lùng hướng về kiếm khí yên diệt địa phương. Cùng lúc đó, thần đan tựa như không cần tiền đồng dạng, điên cuồng nhét vào trong miệng. Hắn dĩ nhiên đầy đủ thượng phẩm pháp tôn chiến lực, cái kia tiêu hao bản nguyên chi lực tốc độ quá nhanh, chỉ có thể dùng thần đan đến bổ sung. Người rất tốt, nho nhỏ thượng phẩm nguyên tôn, lại có thể phát huy ra thượng phẩm pháp tôn lực công kích. Thật lâu, kiếm khí biến mất, lục xí ma bằng lại hoàn hảo không hao tổn đi ra, âm trầm con người hướng về Tiêu Phàm, sát khí dâng lên. Ngay sau đó, nó bỗng biến sắc, cấp tốc hướng về phía dưới sơn cốc phóng đi, hỗn trướng, dám đụng đến ta chủ nhân đồ vật. Người đối thủ là ta. Tiêu Phàm vội vàng ngăn lại lục xí ma bằng, trong lòng lại là mừng thầm, Nam Cung Tiêu Tiêu liền nhanh như vậy tìm được truyền thừa. Oanh, Tiêu Phàm bá đạo chém xuống một kiếm, lại bị lục xí ma bằng hai chi cánh chấn khai, nó thân hình nhất chuyển, sáu chi cánh đồng thời vung vẩy. Từng đạo lợi nhận gào thét mà ra, hư không đều bị cắt đứt thành từng mảnh. Nếu là bị lực lượng này đánh trúng, dù cho vô thượng kim thân đệ tứ đoán, cũng chưa chắc chịu được. Tiêu Phàm trong bóng tối cảm khái, cái này lục xí ma bằng không hổ là thái cổ long bằng hậu duệ, thực lực mạnh thật không phải bình thường biến thái. Phải biết, đại bộ phận trung phẩm pháp tôn cường giả, hắn đều gần như có thể áp chế. Nhưng giống như bây giờ vậy, ngược lại bị đối phương áp chế, vẫn là rất thiếu sự tình. Khó trách Nam Cung Tiêu Tiêu cũng muốn thu phục nó, nếu quả thật có thể hàng phục, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Phốc, Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay trái bị một đạo lợi nhận chém xuống, dòng máu vàng vẩy ra, mảng lớn huyết nhục bị gọt sạch, lộ ra bên trong hiện ra kim quan bạch cốt. Thật mạnh, chẳng lẽ nó cũng ẩn chứa đấu chiến thánh tộc huyết mạch? Tiêu Phàm âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này lục xí ma bằng, vậy mà càng đánh càng mạnh, hắn hiện tại cũng bắt đầu ở hạ phong. Đột nhiên, trong đầu hắn hồi tưởng lại vừa rồi lục xí ma bằng lời nói. Ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Nó nói cái kia truyền thừa là nó chủ nhân đồ vật, lão nhị thế nhưng là nói, đó là đấu chiến thánh tộc truyền thừa. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Nếu thật là dạng này, vậy mình thật vẫn chưa chắc có thể ngăn được nó a. Giờ phút này, Tiêu Phàm chỉ hy vọng Nam Cung Tiêu Tiêu có thể mau chóng lấy được đấu chiến thánh tộc cường giả truyền thừa, đến lúc đó sớm làm chạy trốn. Bằng không, bọn họ những người này thật vẫn khả năng lưu lại nơi này. Chết cho ta, lục xí ma bằng cảm nhận được phía dưới trong sơn cốc động tĩnh, sát cơ càng ngày càng đậm. Đột nhiên, hắn thân hình chia ra làm ba, hóa thành ba đầu trăm trượng ma bằng, bất quá quỷ dị chính là, mỗi một đầu ma bằng đều chỉ có một đôi cánh. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, mỗi đầu ma bằng cũng như cùng bản thể, khí thế hoàn toàn không yếu bớt mảy may. Đây không phải hóa thân, mà là chân chính giống như bản tôn phân thân. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, cái này lục xí ma bằng là muốn cùng bản thân liều mạng a. Thở sâu, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận chi hỏa bỗng xuất hiện ở một bên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một đạo phân thân nhập chủ vô tận chi hỏa, cầm trong tay thời không thiên châu thẳng hướng trong đó một đầu ma bằng. Ngay sau đó, lại một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn tuôn ra. Một đạo tử sắc quang hoa hiện lên, ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo, cầm trong tay Tu La kiếm dạo bước đi ra. Linh hồn đạo thân, lục xí ma bằng đột nhiên kinh hô không thôi, người linh hồn chi lực đột phá thiên tôn cảnh. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, công kích linh hồn, bình thường đều chỉ là từ bản thể phát ra a. Dù cho thượng phẩm pháp tôn, cũng không khả năng để linh hồn đơn độc ly thể công kích,
cái này đối tu giả bản thân mà nói cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, Tiêu Phàm linh hồn phân thân vậy mà không kiêng nể gì như thế, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Bởi vì chỉ có đột phá thiên tôn cảnh, linh hồn đã cơ hồ bất tử bất diệt, cùng nhục thân đồng dạng, có thể thi triển thực chất tính công kích. Chủ yếu nhất là, bản thể hắn rõ ràng chỉ có thượng phẩm nguyên tôn tu vi, linh hồn lại làm sao có thể đạt đến thiên tôn cảnh. Tiêu Phàm ngược lại là thần sắc như thường, người vẫn là cái thứ nhất làm cho ta thi triển toàn lực người. Đây cũng không phải Tiêu Phàm nói láo, từ hắn từ thời không chi hà cái này trở về sau, hắn linh hồn lực lượng liền đột phá đến thiên tôn cảnh, điểm này chính hắn không biết làm sao biết đến. Nhất là linh hồn ly thể, có thực lực, vậy mà so với hắn bản thân còn mạnh hơn. Có thể nói, linh hồn chi lực, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần không phải đối mặt chân chính thiên tôn cường giả, hắn liền không sợ hãi. Bây giờ chỉ là đối chiến lục xí ma bằng một bộ thực thể phân thân mà thôi, lại làm sao cũng chỉ có thượng phẩm pháp tôn chiến lực A, hắn tự nhiên có thể một trận chiến. Nói xong, Tiêu Phàm nhục thân cầm trong tay chấn thế đồng quan giết ra, hắn cũng rất muốn biết, bản thân bây giờ cực hạn đến cùng ở đâu. Lục xí ma bằng nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân bộ lông đếm ngược, hoảng sợ nói, chấn thế đồng quan tại sao sẽ ở trong tay ngươi. Tiêu Phàm lười nhác trả lời, luân động lấy chấn thế đồng quan hung hăng đập lên. Bang, một tiếng kim loại chiến minh thanh âm vang lên, chỉ thấy lục xí ma bằng thực thể phân thân hóa thành một vệt sáng bắn ra, đập xuyên tốt mấy tòa sơn xuyên, kinh thiên động địa. Trong lúc hô hấp, lục xí ma bằng từ phế tích đứng lên thần đến, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, chờ chút. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại một lần rơi đập mà xuống. Lục xí ma bằng trực tiếp bị nện vào sâu trong lòng đất, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn bốn phương tám hướng, nhìn thấy mà giật mình. Hỗn trướng, ngươi không nên ép ta. Lục xí ma bằng phẫn nộ, e ngại cũng chậm chậm biến mất, trở nên hết sức cuồng dã, đây là nguyên thủy nhất dã tính bộc phát. Bức ngươi, không phải ngươi bức ta sao? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Lúc trước hắn chỉ muốn cuốn lấy lục xí ma bằng, có thể nó vậy mà thật muốn giết mình. Tiêu Phàm cũng bị đánh nhau thật tình. Mấu chốt là, hắn cũng bị dồn đến tuyệt địa, liền linh hồn phân thân đều đi ra chiến đấu, lại làm sao có thể thu tay lại đây. À lúc này, nơi xa phát ra một trận kỳ liệt tiếng kêu thảm thiết, lại là lục xí ma bằng một bộ khác thực thể phân thân, bị Tiêu Phàm linh hồn bản thể giết liên tục bại lui, che kín lân giáp nhục thân, khắp nơi đều là máu tươi. Cùng Tiêu Phàm bản thể chiến đấu thực thể phân thân mí mắt cuồng loạn, hiển nhiên. Hắn cái kia phân thân cùng Tiêu Phàm linh hồn, căn bản không phải một cái cấp độ chiến đấu. Cho dù là nó cỗ này phân thân, cũng bị Tiêu Phàm nhục thân áp chế gắt gao lấy. Duy nhất có thể chiếm cứ một điểm thượng phong chính là cùng vô tận chi hỏa chiến đấu phân thân, không, chuẩn xác mà nói cũng không phải chiếm thượng phong, chỉ là không có như vậy chật vật mà thôi. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao một cái thượng phẩm nguyên tôn tu sĩ trở nên khủng bố như thế. Chẳng lẽ cái này còn không phải hắn chân chính thực lực sao? Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi ở trong tay Tiêu Phàm chấn thế đồng quan phía trên lúc, lại là minh bạch cái gì, ngươi là tu la tộc người nào? Chờ chiến xong lại nói, Tiêu Phàm cười lạnh, nắm lấy chấn thế đồng quan lần nữa giết ra. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, lục xí ma bằng ba bộ phân thân hợp nhất, nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc, không nhúc nhích, một đôi con mắt màu vàng óng ảm đạm không ít. Có phục hay không, có phục hay không? Vô tận chi hỏa đắc ý đại hống. Trước đây không lâu, nó đã ở vào bị Tiêu Phàm vứt bỏ giáp danh, bây giờ không nghĩ tới còn có thể chiến thắng trung phẩm pháp tôn cường giả. Lục xí ma bằng khẽ cắn môi, nó tự nhiên không phục, nhưng là vô luận nó dẫy dụa như thế nào, làm sao cũng không đứng dậy nổi. Vừa rồi một trận chiến, cơ hồ móc giống hắn sở hữu lực lượng. Trái lại Tiêu Phàm. Vẻn vẹn chỉ là sắc mặt trắng bệch, nhưng thể nội bản nguyên chi lực lại là vẫn như cũ hết sức tràn đầy. Nó oán thầm không thôi, một cái thượng phẩm nguyên tôn bản nguyên chi lực, vậy mà so với hắn trung phẩm pháp tôn bản nguyên chi lực còn muốn hùng hậu. Oanh, cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang từ không sơn cốc xa xa bên trong truyền đến, một cỗ cường đại uy áp cuốn tới. Hư không một trận oanh minh, kinh lôi bên tai không dứt. Pháp tướng thiên địa. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bầu trời, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười,
không nghĩ tới lão nhị vậy mà là cái thứ nhất đột phá pháp tôn cảnh. Không trung, một tôn to lớn chiến thắng hư ảnh, cầm trong tay chiến kỹ, uy áp tứ phương. Đây là đột phá pháp tôn cảnh tự động ngưng tụ pháp tướng, độc nhất vô nhị. Pháp tôn sở dĩ xưng là pháp tôn, là bởi vì đạt đến cảnh giới này, một đạo pháp chỉ, thánh tôn cảnh phía dưới, không dám không theo. Nói như vậy, pháp tôn cảnh mỗi tiếng nói cử động, đều có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Bất quá đối với Tiêu Phàm loại này yêu nghiệt mà nói, pháp tướng đối với hắn cơ bản không có ý nghĩa gì. Nhưng là, nếu như cùng giai chiến đấu, pháp tướng vẫn có thể có nhất định gia trì tác dụng, mặc dù rất nhỏ, nhưng có đôi khi cũng khó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thật lâu, pháp tướng biến mất, Nam Cung Tiêu Tiêu từ trong cổ mộ đi ra, cả người huyết khí bành trướng, tản ra một cỗ ngập trời chiến ý. Người vậy mà thức tỉnh đấu chiến thánh tộc huyết mạch, Lục Xí Ma Bằng kinh hãi nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đồng dạng kinh ngạc, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, lão tam, ngươi lại đem nó đánh ngã. Ta còn chuẩn bị tự mình động thủ đây. Lục Xí Ma Bằng trong lòng co quắp một trận, vội vàng rụt rụt đầu. Hắn biết rõ đấu chiến thánh tộc nhất mạch khủng bố, nhất là cảm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu trên người huyết khí, lấy nó trạng thái bây giờ, nơi nào còn có một trận chiến dũng khí. Nếu không, ngươi thử lại lần nữa, dù sao ta là không thể thu phục nó. Tiêu Phàm cười cười. Ngay sau đó hắn lấy ra một viên thần đan, ném cho Lục Xí Ma Bằng. Lục Xí Ma Bằng sững sờ, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Nuốt vào, đánh với ta một trận, thua, thần phục với ta, thắng, thả ngươi tự do. Nam Cung Tiêu Tiêu cực kỳ bá khí nói. Đột phá hạ phẩm pháp tôn hắn, đối thực lực bản thân tràn đầy lòng tin, đừng nói chiến Lục Xí Ma Bằng, chính là Tiêu Phàm, hắn cũng dám một trận chiến. Lục Xí Ma Bằng nào dám tùy tiện nuốt Tiêu Phàm cho thần đan, trong lúc nhất thời do dự. Không chiến, liền chết, Nam Cung Tiêu Tiêu lời ít mà ý nhiều, sát ý lạnh lẽo. Lục Xí Ma Bằng dùng mình một cái, vội vàng nuốt vào thần đan, mấy tức về sau, trên người nó cổ động mạnh mẽ khí tức, bản nguyên chi lực khôi phục nhanh chóng 7-8 phần. Giờ khắc này, nó rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Phàm bản nguyên chi lực như thế hùng hậu. Nguyên lai hắn một mực đang nuốt thần đan, chiến, không chờ nó suy nghĩ nhiều, Nam Cung Tiêu Tiêu liền cầm trong tay chiến thiên kích hung hăng đánh tới, cường đại khí tức dọa đến Lục Xí Ma Bằng nhanh chóng thối lui. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu căn bản không có buông tha nó ý tứ, hắn hiện tại đột phá hạ phẩm pháp tôn, cũng cần bức thiết một trận chiến. Phu quân, như không có chuyện gì, ta rời đi trước. Diệp Thi Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, ôn nhu nói. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm khẽ vuốt Diệp Thi Vũ mái tóc, nhu hòa cười một tiếng. Diệp Thi Vũ lưu luyến không rời đi, nàng cũng không lo lắng Tiêu Phàm an nguy, ở chỗ này, chỉ cần không phải thiên tôn cảnh cường giả, gần như không có khả năng uy hiếp đến Tiêu Phàm tính mệnh. Hơn nữa, nàng cũng muốn nắm chặt thời gian đột phá pháp tôn cảnh, bằng không thực lực rớt lại phía sau, coi như kéo mọi người chân sau. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Diệp Thi Vũ rời đi, ánh mắt lần nữa lộ ở Nam Cung Tiêu Tiêu trên người. Không hổ là thiên hạ số một số hai huyết mạch, vậy mà để lão nhị thực lực tăng lên nhiều như vậy. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Đột nhiên, trong đầu hắn toát ra một cái ý nghĩ. Cái này Lục Xí Ma Bằng cường đại như thế, có phải hay không địa phương khác cũng tồn tại ngang nhau cấp độ thần thú đây? Nếu như có thể làm một chút tư tưởng làm việc, đem bọn nó đều kéo vào vô tận thần phủ, cái kia vô tận thần phủ tất nhiên là như hổ thêm cánh a. Đợi chút nữa hỏi một chút Lục Xí Ma Bằng, Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lục Xí Ma Bằng chiến 10 điểm điên cuồng, đánh thiên băng địa liệt, những cái kia cấp thấp tu sĩ nhìn thần thái sáng láng. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lục Xí Ma Bằng rốt cục sức cùng lực kiệt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta không thắng ngươi, có thể ngươi cũng không thắng ta, ở không có phân ra thắng bại trước đó, không cho phép rời đi. Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói. Lục Xí Ma Bằng cực kỳ không cam lòng, có thể nhìn đến đi tới Tiêu Phàm, nó nào dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu một cái. Kỳ thật nó cũng biết, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu hiện tại muốn giết hắn, vẫn là rất dễ dàng. Dù sao, nó là thật bản nguyên chi lực đã tiêu hao hết, nhưng là Nam Cung Tiêu Tiêu không có, nó có thể không tin,
Tiêu Phàm có cái này thần đan, Nam Cung Tiêu Tiêu sẽ không có. Chúc mừng lão nhị, có được thần thú. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp liền định ra Lục Xí Ma Bằng thân phận. Lục Xí Ma Bằng trong lòng giận mắng, nhưng lại không dám phản bác. Lục Xí Ma Bằng, ta hỏi ngươi, cái này táng tổ thiên mộ, giống ngươi dạng thực lực thần thú có bao nhiêu? Tiêu Phàm lại hỏi, trong mắt lấp lóe lấy quang mang. Lục Xí Ma Bằng mí mắt cuồng loạn, trong nháy mắt đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ, rất nhiều. A, à, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, quả nhiên như bản thân nghĩ như vậy. Trung phẩm pháp tôn cảnh yêu thú có không ít, nhưng so với ta mạnh hơn có hạn. Lục Xí Ma Bằng chân thành nói, bất quá, đại bộ phận đều là lấy chủng tộc tình thế tồn tại, giống như ta vậy tương đối ít. Tiêu Phàm nghe vậy, tay phải nâng cầm lên, nếu thật là dạng này, chuyện kia liền có chút phiền phức. Một hai đầu cường đại thần thú hắn không sợ, nhưng nếu là một toàn bộ tộc quần giết đi lên, hắn lại không có ba đầu sáu tay, ở đâu là đối thủ. Mặt khác, còn có năm đầu thượng phẩm pháp tôn cảnh thần thú, đều là chúa tể một phương, bọn chúng cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Lục Xí Ma Bằng lại bổ sung một câu. Thiên tôn cảnh đây, Tiêu Phàm hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, Nam Cung Tiêu Tiêu hàng phục Lục Xí Ma Bằng ý nghĩ rất không tệ, ít nhất có thể đủ trợ giúp chính mình hiểu rõ táng tổ thiên mộ thế cục. Ta chưa thấy qua, nhưng là, có người nói, ở trong hố trời đã từng nhìn thấy qua thiên tôn cảnh hình bóng. Lục Xí Ma Bằng trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Hố trời, Tiêu Phàm sững sờ. Lục Xí Ma Bằng thở sâu, có vẻ hơi cục xúc bất an, hố trời, là giới này chỗ sâu nhất một chỗ thâm uyên, truyền văn táng lấy một chút cường giả cấp cao nhất, các ngươi người ngoại lai, liền có không ít người đã từng đi vào. Ngươi nhìn thấy bọn họ đi vào, Tiêu Phàm kinh ngạc, sau đó lại nói, tất nhiên bên trong có cường giả cấp cao nhất truyền thừa, các ngươi hẳn là càng có cơ hội mới đúng a. Vạn năm một luân hồi, hố trời vạn năm mở ra một lần, ta lúc đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đã từng xa xa quan sát qua hai lần, lại không thu hoạch được gì. Lục Xí Ma Bằng lắc đầu. Nói lên hố trời, nó bản năng có chút sợ hãi. Tiêu Phàm lại là từ Lục Xí Ma Bằng trong giọng nói nghe được một tầng khác ý tứ. Nó hẳn là ngủ say vô số tuế nguyệt, có thể là từ viễn cổ thời kỳ lưu lại, chỉ bất quá mấy vạn năm trước mới thức tỉnh. Dùng cái này giới thực lực, người ngoại lai hẳn là cũng không là đối thủ mới đúng a. Vì sao các ngươi mỗi lần đều không có giết sạch bọn họ? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hố trời bên trong có rất nhiều hiếm hoi chân bảo, giới này người lại là không cách nào tiến vào hố trời, nếu như giết bọn hắn, liền không cách nào lấy được những thứ đó. Lục Xí Ma Bằng lắc đầu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên một cái. Lão Tam, nếu không chúng ta bây giờ đi vào, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là hơi hơi kích động. Bọn họ thế nhưng là trước thời hạn 3 tháng tiến đến A, bây giờ tính toán, cũng còn có 2 tháng. Nếu như sớm đi vào vơ vét, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Ai ngờ, Lục Xí Ma Bằng lại là lắc đầu, nói, ngươi nghĩ nhiều, hiện tại hố trời còn không tới mở ra thời điểm. Còn không có mở ra, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thần sắc cứng đờ, đoàn người mình sớm tiến vào táng tổ thiên mộ. Không phải là vì sớm tìm kiếm tạo hóa, nhiều một phần cơ hội sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, nhưng ngươi nói cho ta biết, chúng ta tới sớm. Hố trời mở ra ngày, sẽ có kinh người dị tượng, giới này mỗi một cái góc đều có thể nhìn thấy. Lục Xí Ma Bằng lại bổ sung, kỳ thật, sớm đi vào cũng chưa chắc cơ hội liền lớn hơn một chút. Nói thế nào, Tiêu Phàm không hiểu. Trong hố trời, táng lấy vô số ma tộc. Bọn họ linh hồn dù cho đi qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ dù đáng ở trong thiên địa, muốn đi vào, liền muốn đối diện với mấy cái này ma hồn. Lục Xí Ma Bằng trầm giọng nói. Đề cập ma tộc hai chữ này, trong mắt của hắn vẻ cừu hận không chút nào che lấp. Lão Tam, dạng này cũng không có biện pháp, xem ra chỉ có thể trước tiên tìm ngoại giới tạo hóa. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài, đột nhiên một bàn tay đập vào Lục Xí Ma Bằng trên đầu. Lục Xí Ma Bằng bị đánh đầu có chút choáng váng, vô cùng khó chịu nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Ha ha, không cẩn thận dùng sức có chút lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha hả, lập tức nói, đúng rồi, trừ cái này bên trong bên ngoài, người cũng đã biết còn có mặt khác truyền thừa. Nghe đến lời này, Tiêu Phàm ngược lại là ánh mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, tất nhiên không cách nào tiến vào hố trời,
cái kia tại bên ngoài tìm xem tổng hẳn không có vấn đề chứ. Bất quá, hắn dư quang lại nhìn chăm chú lên một cái phương hướng, có chút không cam lòng. Dựa theo Lục Xí Ma Bằng nói tới, hắn nội tâm triệu hoán, có vẻ như liền là tới từ hố trời phương hướng, bây giờ muốn đi vào, sợ không phải bình thường khó khăn. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không hề từ bỏ, hắn sớm đã chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, tiến nhập táng tổ thiên mộ chỗ sâu. Có hai cỗ linh hồn phân thân, càng là đã sớm đã tới táng tổ thiên mộ chỗ sâu, nơi đó có một phương viên mấy vạn dặm hố trời, một cái vậy mà không nhìn thấy phía dưới. Hắn không có để linh hồn phân thân tùy tiện tiến về, mà là thời khắc chú ý đến động tĩnh bốn phía. Truyền thừa ngược lại là có không ít, nhưng các ngươi chưa chắc có thể lấy được, người muốn là muốn đi, ta có thể mang các ngươi đi. Lục Xí Ma Bằng thanh âm có chút nghiền ngẫm. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút phát run, đối với không biết sự tình, người đều sẽ bản năng e ngại. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đạt tới hạ phẩm pháp tôn, hắn dĩ nhiên có thể cùng trung phẩm pháp tôn một trận chiến, có thể táng tổ thiên mộ thế nhưng là có được thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cảnh tồn tại. Cho dù là hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Lão nhị, các ngươi tiếp tục từ phương hướng này xâm nhập, tận lực không muốn cùng tu sĩ của giới này xung đột. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Bọn họ tới nơi này, chỉ là cầu tài, cầu tạo hóa, cũng không phải mở ra chiến. Người khác không chủ động chọc bọn hắn, bọn họ cũng không tất yếu đem thời gian lãng phí ở đánh nhau phía trên. Dặn dò vài câu, Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi. Ai ngờ lúc này, trong tay truyền âm ngọc phù đột nhiên quang mang đại thịnh, bên trong truyền đến Khương Ách vội vàng thanh âm, Tiêu Phàm, chúng ta phát hiện một mảnh cổ dược ruộng, có một đầu mãng xà đóng giữ, nơi này giao cho ngươi. Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự, lấy ra truyền tống ngọc bàn, không chút do dự tại chỗ biến mất. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở một chỗ mờ mịt lượn quanh cổ lâm, nồng nặc bản nguyên chi khí để người mê say, còn kèm theo mùi thuốc vị đạo. Chính là chỗ đó. Khương Ách nhìn thấy Tiêu Phàm đến, lập tức thở dài một hơi. Tiêu Phàm liếc Khương Ách một cái, phát hiện Khương Ách mình đầy thương tích, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến, hơn nữa, khóe miệng của hắn còn ngậm một căn cỏ nhỏ, chính bẹp bẹp nhai lấy. Khương Ách, ngươi chừng nào thì sửa ăn cỏ? Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Ngươi đừng xem thường cỏ này, đây chính là linh tâm tử phục, một gốc liền có thể để cho ta tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Khương Ách cười ngây ngô. Cửu tinh thánh dược, linh tâm tử phục, Tiêu Phàm hú lên quái dị, thiếu chút nữa thì không một tát ra ngoài. Phải biết, linh tâm tử phục ở thái cổ thần giới cũng tốt, thiên hoàng cũng được, đều sớm đã tuyệt tích a. Hơn nữa, linh tâm tử phục thế nhưng là luyện chế cửu tinh thánh đan linh tiên linh cổ đan chủ dược, một khỏa tiên linh cổ đan, đủ để cho một cái nguyên tôn cảnh đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhưng Khương Ách, vậy mà trực tiếp ăn. Thực sự là cái bại gia tử. Nhưng mà, Khương Ách lại là đương nhiên nói, đúng vậy a, nếu không phải là linh tâm tử phục, ta ăn nó làm cái gì? Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn phát hiện Khương Ách khí thế đang không ngừng dâng lên, tùy thời có đột phá trung phẩm nguyên tôn tư thế. Gia hỏa này đoán chừng cũng là gấp gáp, người đứng bên cạnh hắn đều đột phá thượng phẩm nguyên tôn, chỉ có hắn còn dừng lại ở hạ phẩm nguyên tôn cảnh giới. Cũng muốn mau chóng đuổi kịp đám người. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa nơi tranh đấu, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Chỉ thấy một đầu dài hàng ngàn trượng cự mãng, đang bị vô tận thần phủ hơn 10 người công kích, chiến đấu cực kỳ điên cuồng, thảm liệt. Cái này thông thiên thần mãng rất mạnh, đoán chừng không thua trung phẩm pháp tôn, nếu không có trận pháp, chúng ta coi như tổn thất nặng nề. Khương Ách cũng lộ ra ngưng trọng. Không đúng. Cái này thông thiên thần mãng có vẻ như thụ trọng thương. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Hắn có thể không tin, hắn mang tới những người này, có thể cùng trung phẩm pháp tôn cảnh thông thiên thần mãng một trận chiến. Lúc này, Khương Ách thiếu ăn đòn cười, gia hỏa này đánh lén ta, cắn ta một miếng thịt, toàn thân bắt đầu thối nát, tu vi lùi lại một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm sắc mặt cuồng rút, cái này thông thiên thần mãng thật đúng là không phải bình thường suối quẩy. Liền Khương Ách cái này thiên ách chi nhân thịt cũng dám ăn, cũng không sợ ăn chết bản thân. Đừng nói trung phẩm pháp tôn, chính là thiên tôn, cũng chưa chắc dám ăn Khương Ách thịt a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, cái này thông thiên thần mãng, sợ là không cứu nổi. Hô,
Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về thông thiên thần mãng bay đi, một kiếm nổi giận chém mà ra, trực tiếp đem thông thiên thần mãng chém làm hai đoạn, máu tươi giống như mưa rào tầm tã đồng dạng vương vãi xuống. Ngao thông thiên thần mãng bị đau, muốn phát cuồng, trong miệng phun ra vô số khí độc, đem vây giết nó mấy chục cái tu sĩ tất cả đều hất bay ra ngoài. Nhiệt xúc, còn không đền tội, Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thông thiên thần mãng. Hắn không có hạ sát thủ, thông thiên thần mãng mặc dù bị Khương Ách trọng thương, nhưng dù gì cũng là trung phẩm pháp tôn thần thú A, nếu để cho hắn khôi phục, cũng coi là một cái tay chân. Nếu như để người ta biết, Tiêu Phàm đã xem thường trung phẩm pháp tôn cường giả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thông thiên thần mãng âm trầm hướng về Tiêu Phàm, sát tâm nổi lên, run rế, cũng dám ngấp nghé bản tôn đồ vật, chết đi cho ta. Tiêu Phàm lắc đầu, sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Ai ngờ lúc này, thông thiên thần mãng đột nhiên hướng về nơi xa bỏ chạy đi, một bên chạy trốn, một bên gào thét. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn có thể không tin cái này thông thiên thần mãng một điểm cốt khí đều không có. Sau một khắc, hai cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, từ phía chân trời cuốn tới, cỗ khí tức kia, vậy mà so thông thiên thần mãng còn mạnh hơn. Mấy tức về sau, hai đầu toàn thân đen kịt, dài đến 3.000 trượng cự mãng xuất hiện ở chân trời, vừa rồi đầu kia thông thiên thần mãng ở trước mặt chúng, vậy mà nhỏ bé có thể không đáng kể. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia thông thiên thần mãng là ở cầu viện, đem trưởng bối của hắn gọi đi qua. Thượng phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 211.